trái đất có thể đang trên bờ vực của một sự thay đổi lớn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cứ mỗi 200 triệu năm, sao chổi lại bắt đầu đổ mưa xuống hành tinh của chúng ta. Trận mưa sao chổi này làm thay đổi diện mạo của trái đất, định hình lại các lục địa và làm tăng hoạt động địa chất ở khắp mọi nơi. Chúng ta đang ở trong chu kỳ thứ 20, điều đó có nghĩa là những biến đổi mới sẽ sớm diễn ra. Tại sao trái đất lại có kiến tạo mảng và lục địa hoạt động, không giống bất kỳ hành tinh nào khác? Để tìm hiểu sự thật, các nhà địa chất đã quyết định kiểm tra các tinh thể zircon. Chúng ta thường tìm thấy những tinh thể nhỏ này trong đá. Chúng rất cứng và có thể tồn tại qua các quá trình địa chất điên rồ, có thể phá hủy hầu hết các khoáng chất khác. Nhưng chúng rất tuyệt vì chúng ta có thể sử dụng chúng để biết tuổi của đá. Những tinh thể này có một ít uranium trong đó và nó phân rã thành chì theo thời gian. Bằng cách đo lượng uranium phân rã trong tinh thể và lượng còn lại, bạn có thể tính ra tuổi của khoáng chất. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng mẹo này để tìm hiểu nhiều về lớp vỏ trái đất và lịch sử của nó. Gần đây, các nhà địa chất đã kiểm tra các tinh thể zircon từ hai lục địa và khu vực lâu đời nhất của trái đất, Craton Bắc Mỹ ở Greenland và Craton Pipera ở Tây Úc. Hóa ra, đá từ các lục địa này có thể cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra với hành tinh của chúng ta trong kỷ Aegean, từ 2,8 đến 3,8 tỷ năm trước. Đó là một kỷ nguyên điên rồ đối với hành tinh của chúng ta, khi magma giàu các nguyên tố mà chúng ta chưa từng thấy trước đây xuyên thủng bề mặt và phun trào lần đầu tiên. Sự kiện này đã thay đổi diện mạo của vùng đất mãi mãi. Và khi các nhà khoa học nghiên cứu chúng, họ nhận thấy một điều khác. Có vẻ như có một chu kỳ, trong đó cứ mỗi 200 triệu năm, trái đất bắt đầu hình thành một lớp vỏ lục địa mới vì một lý do nào đó. Khi họ khám phá sâu hơn, họ đột nhiên nhận ra rằng điều này có thể là do thiên hà của chúng ta. Hệ mặt trời của chúng ta nằm trong thiên hà Milky Way. Ngay tại đây, trong Orion Arm, Arm là nơi có hàng tấn sao, khí và bụi. Có rất nhiều trong số chúng trong Milky Way, những cái lớn hơn và nhỏ hơn, và chúng mở rộng và uốn lượn ra ngoài, khiến các thiên hà trông giống như hình xoắn ốc. Chúng ta nằm ở một nhánh nhỏ cách trung tâm của ngân hà khoảng 27.000 năm ánh sáng, một hố đen đáng sợ có tên là Sagittarius A star. Nhưng hệ mặt trời của chúng ta không chỉ đứng yên một chỗ, nó di chuyển với tốc độ chóng mặt là 241 km trên giây, tương đương với việc băng qua trái đất 22 lần trong một giờ, giống như các hành tinh chuyển động quanh mặt trời. Hệ mặt trời quay quanh trung tâm thiên hà của chúng ta. Chu kỳ quỹ đạo này được gọi là một năm thiên hà. Các vật thể gần với sao A của cung nhân mã di chuyển nhanh hơn. Bạn biết đấy, lợi thế làn đường bên trong điển hình của bạn. Nhưng những arm lớn, những arm xa chúng ta hơn thì chậm hơn nhiều. Chúng di chuyển với tốc độ khoảng 209 km một giây, chỉ bằng khoảng 19 vòng chạy quanh đường xích đạo trong một giờ. Do sự khác biệt này, hệ mặt trời di chuyển theo kiểu vào và ra các arm xoắn ốc của thiên hà. Điều này giống như khi người hâm mộ tạo ra một làn sóng trong một sân vận động. Nó để lại dấu ấn trên hệ mặt trời và hành tinh của chúng ta. Có một vùng rộng lớn, xa xôi, xung quanh hệ mặt trời của chúng ta được gọi là đám mây Oort. Nó cách mặt trời khoảng 7,4 nghìn tỷ km, giống như đi từ mặt trời đến và quay trở lại 50 nghìn lần. Bây giờ, đám mây Oort chứa đầy sao chổi. Bạn có thể không biết điều này, nhưng chúng nguy hiểm hơn nhiều đối với chúng ta so với các tiểu hành tinh thông thường. Các tiểu hành tinh có nhiều kích thước khác nhau và thường chỉ là đá với một số kim loại. Chúng không có khí phát sáng xung quanh. Chúng chỉ rung động xung quanh mặt trời trong vành đai tiểu hành tinh chính của chúng, ở đâu đó giữa sao Hỏa và sao Mộc. Và nếu sao Mộc toàn năng, với lực hấp dẫn điên rồ của nó không ngăn cản chúng, đôi khi chúng sẽ lao xuống chúng ta, gây ra một số thảm họa ở nơi này và nơi kia. Nhưng sao chổi là một vật thể nhỏ, chủ yếu được tạo thành từ băng và đá. Khi đến gần mặt trời, nó nóng lên và giải phóng bụi và khí.
Điều này tạo thành một đám mây phát sáng xung quanh nó, được gọi là coma. Đây là những gì chúng ta thấy như một cái đuôi khi sao chổi di chuyển, và hậu quả của chúng cực đoan hơn nhiều. Khi chúng ta hoàn thành một năm thiên hà, các vật thể băng giá từ đám mây Oort bị đẩy về phía tất cả các hành tinh của chúng ta. Và khi chúng ta đi vào các nhánh xoắn ốc lớn của thiên hà, cơn mưa bão bắt đầu. Sao chổi nhanh hơn nhiều so với các tiểu hành tinh. Khi chúng va vào trái đất, chúng để lại những tác động lớn và tạo ra những hố khổng lồ. Năng lượng từ những tác động này có thể làm tan chảy những phần lớn của lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Đá nóng chảy sau đó nổi lên bề mặt, trôi nổi ở đó. Khi nguội đi, nó đóng đặt lại và hình thành lớp vỏ mới. Theo thời gian, những mảnh vỏ nhỏ này có thể hợp nhất và phát triển lớn hơn khi magma đóng đặc hơn bám vào chúng. Cuối cùng, tất cả những thứ này tạo thành các lục địa lớn. Vì vậy, một lần trong một năm thiên hà, khi sao chổi bắt đầu va chạm với trái đất thường xuyên hơn, chúng thực sự thay đổi cấu trúc của trái đất và giúp tạo ra các khối đất mới. Một bằng chứng khác về điều này là các lớp cầu. Đây là những gì chúng ta gọi các hạt tròn nhỏ, được tạo thành bởi vật liệu bị văng ra trong các vụ va chạm. Khi chúng ta nhìn vào chúng, chúng cũng khớp với thời gian của chu kỳ. Các lớp cầu trên hành tinh của chúng ta hình thành chính xác khi trái đất băng qua các nhánh xoắn ốc của ngân hà, và hầu hết chúng hình thành khi nó chỉ mới hơn 1 tỷ năm tuổi. Có nhiều chu kỳ ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta. Ví dụ, chu kỳ Milankovic, chu kỳ cho chúng ta biết quỹ đạo và độ nghiêng của trái đất thay đổi như thế nào theo thời gian. Điều này ảnh hưởng đến khí hậu của hành tinh. Nhưng chu kỳ mới này kéo dài 200 triệu năm, là một cấp độ hoàn toàn mới. Chúng ta từng tin rằng các lục địa chỉ hình thành do những thứ xảy ra sâu bên trong hành tinh của chúng ta. Và có lẽ các tiểu hành tinh cũng ảnh hưởng một chút. Nhưng giờ đây có vẻ như các lục địa được sinh ra và hình thành nhờ chính dải ngân hà. Các nhà khoa học hiện muốn nghiên cứu các trầm tích cổ đại này để xem liệu điều đó có thực sự đúng không. Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiến gần hơn đến một hoạt động địa chất khổng lồ. Các lục địa có thể bắt đầu định hình lại, hoặc thậm chí hợp lại với nhau để tạo thành một siêu lục địa mới. Các lục địa trên hành tinh của chúng ta trông giống như những mảnh ghép rất vừa vặn như Nam Mỹ và Châu Phi, và đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhiều năm trước, chúng đã hình thành nên một siêu lục địa có tên là Pangaea. Pangaea từng là một vùng đất rộng lớn đầy những sinh vật độc đáo như loài Tinnitus cổ hươu cao cổ, loài Lichosaurus không răng và loài chim bò sát Rhinoceros. Nhưng mặt đất bên dưới chúng ta luôn chuyển động trôi nổi trên magma giống như rau nổi trên súp siêu nóng. Và cuối cùng, Pangaea vỡ ra. Tuy nhiên, đó không phải là siêu lục địa duy nhất trong lịch sử của chúng ta. Sự hợp nhất và sau đó tan rã này xảy ra khá thường xuyên, giống như những cặp đôi độc hại. Thông thường, nó xảy ra sau mỗi 200 đến 600 triệu năm. Vâng, tất cả các lục địa hiện tại của chúng ta sẽ hợp nhất với nhau một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gọi nó là Pangaea Proxima, Pangaea Ultima hoặc đơn giản là Amasya. Nó có thể hình thành trong năm thiên hà tiếp theo. Có nhiều lý thuyết về cách nó có thể xảy ra. Châu Phi có thể hợp nhất với châu Âu và Úc có thể di chuyển về phía Bắc hướng tới châu Á. Cuộc sống trên Pangaea 2 chấm, sẽ rất thử thách. Mọi người có thể sẽ có làn da, mái tóc và đôi mắt sẫm màu. Tất cả chúng ta sẽ quanh quẩn gần đường xích đạo và dọc theo bờ biển, vì thời tiết ở đó sẽ đẹp hơn và êm dịu hơn. Còn trung tâm sẽ rất kinh hoàng, nóng và khô, đầy sa mạc. Sẽ có một ngôn ngữ chung và văn hóa chung. Nhìn chung, một sự kiện như vậy thật sự sẽ đưa chúng ta lại gần nhau hơn, theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là nếu ai đó bắt đầu đánh nhau, tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Ngoài ra, tất cả các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mọi người trên lục địa.
Và chúng ta hãy cầu nguyện rằng lần này sẽ không có bất kỳ tiểu hành tinh lớn nào. Nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt vong. Tất nhiên, chuyển động của lớp vỏ trái đất sẽ dẫn đến rất nhiều thảm họa. Nhưng có lẽ con người sẽ không sống trên trái đất vào thời điểm đó. Sẽ không ai nghe thấy tiếng kêu của bạn trong không gian, hoặc đại loại như vậy. Tất cả chúng ta đều đã nghe đến câu nói nổi tiếng và có phần phũ phàng này. Và thực sự thì điều đó là đúng. Phần lớn không gian là một khoảng hư vô khổng lồ. Bạn biết đấy, có rất nhiều không gian trong không gian. Nhưng điều này không có nghĩa là không có âm thanh nào trong không gian. Trên thực tế, có rất nhiều âm thanh được phát ra. Và một số âm thanh trong đó thậm chí có thể khiến bạn phải rùng mình. Hãy cùng tìm hiểu những âm thanh không gian đáng sợ nhất nhé. Đầu tiên, âm thanh vũ trụ được ghi lại như thế nào? Âm thanh chỉ là sự rung động của các phân tử. Khi bạn hét lên, bạn làm cho các phân tử đẩy nhau dữ dội cho đến khi chúng đến được tai của người mà bạn đang nhắm đến. Sau đó, những rung động này được truyền đến não và chúng ta ghi nhận chúng như thứ gì đó mà mình cần phải nói lời xin lỗi. Nói cách khác, để nghe được âm thanh nào đó, chúng ta cần có các phân tử. Và đó là khi mọi thứ trở nên phức tạp, không có bất kỳ phân tử nào trong không gian. Toàn bộ vũ trụ gần như hoàn toàn chỉ là chân không. Không, không phải là hover, hư vô tuyệt đối. Dù vậy, bằng cách nào đó, các chuyên gia tài năng của NASA vẫn ghi lại được âm thanh trong không gian. Họ làm điều đó bằng cách nào? Vấn đề là, có một số loại sóng không cần đến các phân tử. Chúng ta, những người bình thường, không thể cảm nhận được chúng nếu không có một số thiết bị đặc biệt. Những sóng này bao gồm, ví dụ như sóng vô tuyến. Chúng ta sẽ cần một đài phát thanh hoặc thứ gì đó tương tự để nhận ra chúng. Và đó chính xác là những gì các vệ tinh của NASA làm. Bắt các sóng vô tuyến ngẫu nhiên. Nhờ hành động này, chúng ta có thể tìm ra các âm thanh của các vật thể vũ trụ khác nhau như thế nào. Các vệ tinh này ghi lại nhiều loại sóng khác nhau, dao động của plasma, từ trường và những thứ khác. Và rồi các nhà khoa học của NASA biến tất cả những thứ này thành những bản nhạc thông thường. Và một số âm thanh trong đó nghe có vẻ khá đáng sợ nếu chúng ta chọn cách nói giảm nói tránh. Lấy từ trường của chúng ta làm ví dụ chẳng hạn. Từ trường bao quanh hành tinh như một tấm khiên vô hình bảo vệ chúng ta khỏi mọi thứ xấu xa như bức xạ hoặc gió mặt trời. Đồng thời, chúng ta không thể nhìn thấy, không cảm thấy, cũng không nghe thấy chúng. Chà, phần cuối cùng giờ đã là dĩ vãng rồi. Các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Đan Mạch đã lấy sóng từ vệ tinh do ESA Swarm ghi lại và chuyển đổi chúng thành một đoạn âm thanh. Kết quả nhận được khá rùng rợn. Thành thật mà nói, nó giống như một thực thể kỳ lạ rình rập bạn vào lúc nửa đêm. Và nếu bạn còn nhớ bản đồ từ trường của trái đất, nó bắt đầu có cảm giác giống như một con nhện đang bò gần đó. Và đây không phải là âm thanh kỳ lạ đầu tiên mà chúng ta bắt được trên trái đất. Gần đây, chúng ta đã bắt được một đoạn phát sóng vô tuyến kỳ lạ khác từ không gian. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng tín hiệu lặp đi lặp lại đến từ một nơi nào đó rất xa, tựa như cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Những vụ nổ vô tuyến nhanh như vậy thường kéo dài không quá vài phần nghìn giây. Nhưng vụ nổ này là duy nhất. Nó kéo dài khoảng 3 giây. Về cơ bản, lâu hơn bình thường hàng nghìn lần. Đồng thời, tín hiệu rất chính xác. Đến mức các nhà khoa học thậm chí còn so sánh nó với nhịp tim. Các nhà khoa học tin rằng tín hiệu này là do sao xung hoặc sao nitro gây ra. Đã có lần Nikola Tesla bắt gặp một thứ tương tự như vậy. Nhưng thật không may, vào thời điểm đó, chúng ta không biết về những thứ như sao xung. Vì vậy, Tesla chắc chắn rằng mình đã bắt được một thông điệp từ sự sống ngoài trái đất nào đó. Thật đáng tiếc khi sự thật hóa ra lại nhàm chán hơn nhiều. Nhưng giờ chúng ta hãy chuyển từ trái đất sang mặt trăng nhé. Năm 1969, các phi hành gia của sứ mệnh Apollo 10, phi thuyền thực hiện chuyến bay thử nghiệm cuối cùng tới mặt trăng, đã bay qua bề mặt của nó. Và rồi, họ bắt được một số tín hiệu lạ đến từ vùng tối của mặt trăng. May mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy, vì mặt trăng bị khóa thủy triều với hành tinh của chúng ta. Âm thanh kỳ lạ đến nỗi, các phi hành gia thậm chí còn không chắc có nên báo cáo với NASA hay không. Họ sợ rằng NASA sẽ không xem xét nghiêm túc việc này và thậm chí có thể không cho phép họ tham gia vào các sứ mệnh không gian tiếp theo. Âm thanh đó như thế này. Nhưng theo NASA, đó hoàn toàn không phải là thứ âm thanh rùng rợn ngoài trái đất. Đây có thể chỉ là một số sóng vô tuyến ảnh hưởng lẫn nhau vì chúng ở gần nhau. Mặc dù các phi hành gia lần đầu tiên nghe thấy nó, có lẽ đã cảm thấy hơi rùng mình. Hãy di chuyển đến các hành tinh khác xem sao. 40 năm trước, các nhà khoa học đã tích cực khám phá bề mặt sao Kim. Họ đã gửi tới đó 10 tàu thăm dò, được cho là để ghi lại âm thanh và quay video từ bề mặt hành tinh này.
Bây giờ chúng ta đã biết sao Kim, thứ có thể dễ dàng tiêu diệt trái đất nếu chúng ta đến gần nó, có âm thanh nghe như thế nào. Thật kinh khủng. Và bạn sẽ chẳng còn gì khác để mong chờ từ hành tinh nguy hiểm nhất trong hệ mặt trời. Thật không may, sao Kim thậm chí còn độc hại hơn so với người dùng Twitter bình thường. Vì vậy, những sứ mệnh thăm dò thường không kéo dài quá lâu. Các con tàu đáp xuống hành tinh một cách anh hùng và mau chóng vỡ tan. Tiếp theo là sao Mộc. Người khổng lồ không gian này lớn hơn trái đất 11 lần, luôn khiến chúng ta sợ hãi. Một trong những tàu thăm dò của NASA, Juno, bay quanh sao Mộc vài tuần một lần. Tàu thăm dò đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp 209.214,7 km/h. Một ngày nọ, Juno bắt được một trong những tín hiệu vô hình mạnh nhất mà nó từng gặp phải. Đây là điểm mà tại đó gió mặt trời điên cuồng xung đột với từ trường của sao Mộc. Nó giống như một tiếng nổ bùm trong vũ trụ. Âm thanh gốc kéo dài 2 tiếng nhưng đã được nén xuống còn vài giây. Nó thực sự nghe giống tiếng va chạm của sóng biển với một tảng đá hơn. Nhưng ở đây xét về độ kinh dị, đáng ngạc nhiên là sao Mộc lại thua một trong những mặt trăng nhỏ của nó, Ganymede. Vào năm 2021, tàu thăm dò vũ trụ Galileo đã bay qua Ganymede. Và trong chuyến bay của mình, nó đã nhận được một đoạn ghi âm khá lạ. Những âm thanh này là bức xạ vệ tinh, và không rõ nó giống một ngày nắng ấm trong rừng hay giống như hàng ngàn con rơi đang chờ bạn trong đêm. Tiếp theo là sao Thổ. Tín hiệu này được thu bởi trạm liên hành tinh tự động Cassini-Huygens, được phóng vào vũ trụ năm 1997. Khi bay qua sao Thổ, Cassini đã ghi lại một âm thanh khá đáng sợ. Tiếng kêu kinh hoàng của hàng ngàn linh hồn này thực ra chỉ là một số sóng vô tuyến. Chúng không quá khác biệt so với những gì cực quang phát ra trên trái đất. Một lát sau, Cassini nhận được một bản ghi âm khác, âm thanh do sét và rông trên sao Thổ tạo ra. Chúng nghe cũng khá thú vị. Nghe giống như nổ bỏng ngô hoặc máy đếm Geiger hơn, phải không? Nhưng đó chỉ là vì những tia sét này có tần suất thật điên rồ. Giờ hãy di chuyển từ hệ mặt trời ra ngoài vũ trụ nào. Tàu Voyager 1 nổi tiếng được phóng lên vũ trụ vào năm 1977 và thậm chí vẫn tiếp tục gửi dữ liệu cho chúng ta vào 40 năm sau khi được phóng. Năm 2012, nó rời hệ mặt trời và đi vào không gian giữa các vì sao. Và sau đó, khi rời bỏ ngôi nhà của mình, Voyager 1 đã phát hiện ra âm thanh của sóng plasma. Bản ghi âm ban đầu kéo dài 7 tháng. Nhưng may mắn thay, các nhà khoa học đã thông cảm cho chúng ta và nén nó xuống còn 12 giây. Nó thực sự kỳ lạ nhưng vẫn hơi đáng lo ngại. Và mặc dù có vẻ như không có gì có thể đánh bại nỗi kinh hoàng của sao Thổ, hãy kết thúc giải đấu này với một trong những vật thể đáng sợ nhất trong vũ trụ, một lỗ đen. Âm thanh này được ghi lại bởi kính viễn vọng không gian Chandra. Trong khi nghiên cứu một cụm thiên hà trong chòm sao Perseus, họ đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Một số chuyển động nhấp nhô xuất hiện từ trung tâm của cụm. Chúng tỏa ra mọi hướng, giống như những vòng tròn trên mặt nước. Các nhà khoa học cho rằng việc này do một lỗ đen siêu lớn gây ra. Vấn đề là lỗ đen không phải lúc nào cũng nuốt chửng hoàn toàn các vật thể trong không gian. Đôi khi chúng nhổ ra các vật thể. Điều này gây ra rung động của các loại khí mà chúng ta có thể chuyển đổi nó thành âm thanh. Điều thú vị là dao động của mỗi làn sóng như vậy thực sự kéo dài khoảng 10 triệu năm. Bạn chỉ đang nghe một bản ghi được tăng tốc cực nhanh. Các nhà khoa học đã giảm độ trễ giữa các dao động khoảng 144 triệu tỷ lần. Giờ cùng nghe nó xem sao nhé. Đây có lẽ là âm thanh kỳ lạ nhất trong toàn bộ danh sách. Không có gì quá ồn ào hay hoang dã, nhưng có điều gì đó đen tối và đáng lo ngại về nó. Đó là những âm thanh không gian đáng sợ nhất được NASA ghi lại. Công bằng mà nói, hầu hết chúng nghe có vẻ đáng sợ đơn giản chỉ vì chúng là sóng vô tuyến. Nhưng đôi khi hoảng sợ một chút cũng khá thú vị đấy chứ. Khi nhìn vào các bức ảnh được chụp từ tàu vũ trụ hoặc trạm vũ trụ quốc tế, trong đó có các vật thể được mặt trời chiếu sáng như trái đất hoặc mặt trăng, bạn thấy có gì đó không ổn. Vũ trụ quá trống rỗng, không có khung cảnh huyền diệu của bầu trời đêm đầy sao. Thật nhàm chán khi ngắm sao trong vũ trụ vì lúc nào trời cũng tối om. Vào ban ngày, bầu trời trên hành tinh của chúng ta có màu xanh lam do sự khuếch tán của ánh sáng. Điều này xảy ra khi ánh sáng mặt trời đi qua bầu khí quyển. Nhưng nếu bạn ở trên mặt trăng hoặc một nơi nào khác trong không gian, sẽ không có bầu khí quyển để lan tỏa ánh sáng này ra xung quanh. Bởi vậy, bạn luôn thấy bầu trời ở những nơi đó có màu đen.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là vũ trụ kém sáng. Nếu nhìn ra ngoài qua cửa sổ của trạm vũ trụ, bạn sẽ thấy ánh nắng trực tiếp nhiều như khi bạn nhìn ra ngoài qua cửa sổ căn hộ vào một ngày không có mây, thậm chí còn nhiều hơn. Khi chụp ảnh vào một ngày nắng, bạn sẽ sử dụng tính năng độ phơi sáng ngắn cùng với khẩu độ hẹp trên máy ảnh. Bằng cách này, sẽ chỉ có một chùm ánh sáng ngắn lọt vào. Điều này tương tự như cách đồng tử của chúng ta co lại để không phải xử lý quá nhiều ánh sáng mặt trời. Và vì vũ trụ cũng rất sáng, nên quá trình này cũng giống như khi bạn chụp ảnh các vật thể được mặt trời chiếu sáng ở đó. Sử dụng phơi sáng ngắn, bạn sẽ có được những bức ảnh tươi sáng và đẹp về trái đất hoặc bề mặt của mặt trăng. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc không có sao trong ảnh. Ngay cả trên đó, sao cũng tương đối mờ. Chúng phát ra lượng ánh sáng không đủ để hiện lên ảnh được chụp với tính năng như vậy. Về mặt tích cực, việc ngắm sao trong vũ trụ vẫn sẽ rất thú vị. Hành tinh quê hương của chúng ta có bầu trời xanh lam từ từ chuyển thành màu đỏ cam tuyệt đẹp vào hoàng hôn và bình minh. Nhưng nếu có cơ hội ngắm hoàng hôn trên sao Hỏa, bạn nên mong đợi điều ngược lại. Bầu trời ban ngày màu nâu cam chuyển sang sắc lam nhạt vào hoàng hôn. Trước hết, sao Hỏa ở cách xa mặt trời hơn trái đất. Vì vậy, khi đứng ở bề mặt sao Hỏa và nhìn lên mặt trời, tất nhiên mặt trời trông mờ hơn và nhỏ hơn. Không chỉ có thế, mặt trời được quan sát từ sao Hỏa chỉ là một chấm màu trắng xanh có vần hào quang xanh lam bao quanh. Bầu khí quyển mỏng của hành tinh đỏ chứa các hạt bụi lớn, chúng tạo ra một hiệu ứng có tên mai tán xạ. Hiện tượng này xảy ra khi đường kính của các hạt trong khí quyển gần bằng bước sóng của ánh sáng tán xạ. Hiệu ứng này lọc bớt ánh sáng đỏ khỏi tia nắng, vì vậy chỉ có ánh sáng xanh lọt vào mắt bạn trên sao Hỏa. Tại sao trái đất không có vành đai? Tất cả các hành tinh khí khổng lồ trong hệ mặt trời, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương đều có vành đai, trong khi các hành tinh đá, sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Hỏa thì không. Người ta đưa ra hai giả thuyết về cách vành đai hình thành xung quanh một hành tinh. Có thể các vành đai là vật chất còn sót lại từ thời hành tinh đang hình thành, hoặc chúng có thể là phần còn lại của một mặt trăng đã bị phá hủy do va chạm với một thiên thể nào đó, hoặc bị xé toạc bởi trọng lực mạnh của hành tinh mẹ. Các hành tinh khí khổng lồ hình thành ở vùng ngoài của hệ mặt trời, còn các hành tinh đá nằm ở bên trong. Vì vậy, có lẽ các hành tinh bên trong đã được bảo vệ tốt hơn trước các vụ va chạm tiềm tàng mà từ đó vành đai được hình thành. Ngoài ra, vùng ngoài của hệ mặt trời còn có nhiều mặt trăng hơn. Phải chăng đó là lý do khiến các hành tinh ở đó có vành đai? Bên cạnh đó, các hành tinh lớn hơn có trọng lực mạnh hơn, tức là chúng có thể giữ cho các vành đai ổn định sau khi các vành đai hình thành. Một số chuyên gia tin rằng trái đất từng có một hệ vành đai từ rất lâu trước đây. Một vật thể có kích thước bằng sao Hỏa có thể đã va chạm với mẹ hành tinh của chúng ta, tạo ra một vành đai dày gồm các mảnh vỡ. Nhưng một số nhà khoa học lại cho rằng các mảnh vỡ này không hình thành nên vành đai mà tạo ra mặt trăng của chúng ta. Có thể có một hành tinh khổng lồ đang ẩn nấp ở rìa của hệ mặt trời, xa hơn cả sao Hải Vương. Các nhà khoa học gọi thế giới giả thuyết bí ẩn này là hành tinh thứ 9. Nếu tồn tại, nó sẽ khá giống sao Thiên Vương hoặc sao Hải Vương và nặng gấp 10 lần trái đất. Có khả năng nó quay quanh mặt trời, nhưng ở vùng ngoài cùng của hệ mặt trời, xa hơn sao Hải Vương khoảng 20 lần. Một giả thuyết thú vị khác cho rằng hành tinh thứ 9 có thể là một lỗ đen to bằng quả bưởi và làm cong không gian theo cách tương tự như một hành tinh lớn. Tuy chúng ta từng nghĩ rằng nước là một chất hiếm trong không gian, nhưng nước tồn tại trong khắp hệ mặt trời. Ví dụ, bạn thường tìm thấy nước trong các tiểu hành tinh và sao chổi. Nó cũng nằm trong các miệng hố trên mặt trăng và sao Thủy. Chúng ta vẫn chưa biết liệu có đủ nước để hỗ trợ sự sống của con người hay không nếu chúng ta chuyển chỗ ở đến đó, nhưng ở đó chắc chắn có một lượng nước. Sao Hỏa cũng có nước ở các cực. Nước chủ yếu ẩn trong các lớp băng và có thể nằm dưới bề mặt đầy bụi của hành tinh. Europa, mặt trăng của sao Mộc, cũng có nước. Đây là ứng cử viên sáng giá nhất mà chúng ta biết đến với khả năng có sự sống bên ngoài trái đất. Biết đâu có cả một đại dương nước lỏng dưới bề mặt băng giá của nó.
đại dương ấy có thể chứa gấp đôi lượng nước so với tất cả các đại dương trên trái đất cộng lại. Sao Hải Vương ấm áp đến không ngờ, tuy nó cách xa mặt trời gấp 30 lần so với trái đất và nhận được ít ánh sáng mặt trời và nhiệt hơn, nhưng lượng nhiệt nó tỏa ra nhiều hơn lượng nhiệt nó hấp thụ. Bầu khí quyển của sao Hải Vương cũng có nhiều hoạt động hơn bạn tưởng đấy. Đặc biệt nếu bạn so sánh nó với hành tinh láng giềng sao Thiên Vương. Cả hai hành tinh này tỏa ra một lượng nhiệt như nhau, dù sao Thiên Vương ở gần mặt trời hơn rất nhiều. Không ai biết tại sao, gió trên sao Hải Vương cực kỳ mạnh, có thể đạt tốc độ 2.400 km/h. Có phải gió tạo ra nhiệt, hay do lõi của hành tinh, hay tại trọng lực của nó? Có một lỗ đen quái vật đang đi trong vũ trụ với tốc độ 8.000.000 km/h. Các nhà khoa học định vị nó bằng kính viễn vọng không gian Hubble. Họ tính rằng nó nặng bằng 1 tỷ lần mặt trời. Người ta cho rằng nó nằm ở trung tâm của thiên hà quê hương của nó, nhưng lực hấp dẫn nào đó đang đẩy nó đi. Đến một thời điểm, lỗ đen này sẽ di chuyển ra khỏi thiên hà của mình và tiếp tục lang thang trong vũ trụ. May thay, nó vẫn còn cách xa chúng ta 8 tỷ năm. Bão mặt trời mạnh đến nỗi có thể khiến chúng ta chìm trong bóng tối hoàn toàn. Vào tháng 7 năm 2012, cơn bão mặt trời mạnh nhất trong hơn 150 năm đã suýt tạt qua trái đất. Sự phun trào nhật hoa hay CMES là các bong bóng khí ion hóa lớn. Hồi đó, chúng phóng qua quỹ đạo của chúng ta. Nếu ở trên đường đi của các bong bóng này, thì có lẽ ta đã không tồn tại đến ngày nay. Chúng ta đã phải đối mặt với chuyện vật chất mặt trời phóng về phía trái đất, làm hỏng máy tính và gây mất điện kéo dài hàng tháng trời. Một cơn bão mặt trời đã bất ngờ ập đến trái đất vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Một nhiếp ảnh gia còn chụp được cảnh cực quang trắng lệ lóe lên trên bầu trời bình minh ở Calgary, Canada và kéo dài trong 5 phút. Chính cơn bão đã tạo ra cực quang. Sao Macaron có thật, nó là một phần của hệ sao đôi và theo nghĩa đen, nó có thể hút hết năng lượng của ngôi sao kia trong hệ. Nó làm điều đó để tiếp tục cháy trong một thời gian dài hơn. Bạn có thể hiểu như thế này, một ngôi sao nhỏ hơn, có khối lượng bé hơn, đánh cắp nhiên liệu hydro của sao kia để làm tăng khối lượng của chính nó. Sau đó, sao Macaron trở nên nóng hơn. Cùng với đó, nó cũng chuyển sang màu xanh lam nổi bật. Kiểu này nhìn nó trẻ hơn hẳn. Trộm cắp nha! Màu sắc của vũ trụ được mệnh danh là latte vũ trụ. Ánh sáng đến từ các thiên hà và các ngôi sao bên trong chúng, cùng các đám mây khí và bụi trong vũ trụ quan sát được, có một màu cụ thể. Đó là màu trắng ngà, nghiêng về tông trắng. Vũ trụ có màu be vì có nhiều vùng phát ra ánh sáng xanh lục, vàng và đỏ hơn so với các vùng phát ra ánh sáng xanh lam. Mặt trời là một ngôi sao có kích thước trung bình, tuy nhiên nó có thể chứa được 1.300.000 trái đất. Ngôi sao này cũng nặng gấp 333.000 lần hành tinh chúng ta. NASA đã dịch sóng vô tuyến do bầu khí quyển của các hành tinh tạo ra thành âm thanh có thể nghe được. Đó là cách các nhà thiên văn học phát hiện ra sao Hải Vương có âm thanh giống tiếng sóng biển, sao Mộc giống như môi trường dưới nước và tiếng của sao Thổ giống như nhạc nền của một bộ phim kinh dị. Ở đây trên trái đất, đó là nhạc jazz, bebop hay tuyết. Không, tôi bịa ra đấy. Bề mặt của mặt trời nóng như thiêu đốt, nhưng một tia sét nóng gấp 5 lần. Trái đất bị 100 tia sét đánh mỗi giây, tương đương 8 triệu tia sét mỗi ngày và khoảng 3 tỷ tia sét mỗi năm. Thật kinh khủng. Nếu một ngày nào đó bạn đến được mặt trăng và nhìn thấy những dấu chân mới toanh, thì điều đó không có nghĩa là có ai khác ở đó với bạn đâu. Dấu chân hoặc những dấu vết tương tự có thể tồn tại trên mặt trăng hàng triệu năm. Vì nơi đây không có bầu khí quyển, không có gió, thậm chí những làn gió nhẹ nhất để xóa đi những dấu chân ấy cũng không. Các nhà thiên văn học đã tìm thấy lỗ hổng lớn nhất từng thấy trong vũ trụ. Đó là khoảng trống khổng lồ, rộng 1 tỷ năm ánh sáng. Họ vô tình tìm thấy nó. Một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu hơi buồn chán và muốn kiểm tra xem mọi thứ đang diễn ra thế nào theo hướng của điểm lạnh. Đó là một điểm bất thường trong bản đồ nền vi sóng vũ trụ, hay gọi tắt là CMB. CMB là một thứ ánh sáng yếu chiếu xuống hành tinh chúng ta từ các hướng khác nhau và bao phủ toàn vũ trụ. Nó đã truyền qua không gian trong gần 14 tỷ năm dưới dạng tàn dư ánh sáng xuất hiện sau vụ nổ lớn. Bạn rơi vào ngay trung tâm của lỗ đen và chuẩn bị cho một kết thúc buồn. Chà, không cần phải thế đâu. Việc rơi vào một lỗ đen không nhất thiết sẽ hủy diệt bạn hoặc tàu vũ trụ của bạn.
bạn nên chọn một lỗ đen lớn để có thể sống sót. Nếu bạn rơi vào một lỗ đen nhỏ thì chân trời sự kiện của nó quá hẹp và trọng lực tăng lên theo mỗi cm bạn đi xuống. Vì vậy, nếu bạn mở rộng cánh tay về phía trước, trọng lực trên các ngón tay sẽ mạnh hơn nhiều so với trên khuỷu tay. Điều này sẽ khiến bàn tay bạn dài ra và bạn sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy. Mọi thứ sẽ khác nếu bạn rơi vào một lỗ đen siêu lớn giống như lỗ đen ở trung tâm các thiên hà. Chúng có thể nặng hơn mặt trời hàng triệu lần. Chân trời sự kiện của chúng rất rộng và lực hấp dẫn không thay đổi nhanh. Vì vậy, lực bạn cảm nhận được ở gót chân và đỉnh đầu sẽ bằng nhau và bạn có thể đi đến tận tâm của lỗ đen đó. Lầm tưởng này đã được giải đáp. Nếu bạn xem một bộ phim rất cảm động trong không gian và khóc, thì nước mắt của bạn sẽ không chảy xuống mà tập trung quanh nhãn cầu. Mắt bạn sẽ rất khô, vì vậy bạn sẽ cảm thấy như bị bỏng. Bất kỳ chất lỏng nào trên cơ thể bạn khi tiếp xúc với bên ngoài cũng sẽ bốc hơi, bao gồm trên bề mặt lưỡi. Liên quan đến cháy thì lửa không thể cháy trong không gian. Lửa lan ra khi có oxy, nhưng trong không gian không có khí này. Một khi các ngôi sao phát nổ, chúng sẽ không hồi sinh. Nhưng bằng cách nào đó, một vài ngôi sao đã sống sót sau vụ nổ siêu tân tinh cực khủng. Những ngôi sao zombie như vậy khá hiếm. Các nhà khoa học đã tìm thấy một ngôi sao rất lớn có tên là LP40365. Đây là một sao lùn trắng bị cháy một phần. Sao lùn trắng là ngôi sao đã đốt cháy toàn bộ hydro. Và hydro này trước đó là nhiên liệu hạt nhân của ngôi sao. Trong trường hợp này, vụ nổ cuối cùng có thể yếu hơn bình thường và không đủ mạnh để phá hủy toàn bộ ngôi sao. Giống như thể ngôi sao đó muốn nổ tung nhưng không làm được vậy. Đây chính là lý do mà một phần vật chất vẫn còn tồn tại. Nếu bạn ra ngoài vũ trụ, đừng cởi bộ đồ không gian trừ khi đang ở trên phi thuyền nhé. Không khí trong phổi bạn sẽ nở ra, cũng như oxy trong cơ thể. Bạn sẽ giống như một quả bóng bay, phồng lên gấp đôi kích thước bình thường. Tin tốt là da đủ đàn hồi để giữ bạn nguyên vẹn, nghĩa là bạn sẽ không bị nổ tung. Cũng an ủi nhỉ. Khi một thứ gì đó đi vào lỗ đen, hình dạng của nó sẽ bị thay đổi và nó sẽ bị kéo dài ra giống như mì ý. Nguyên nhân là do lực hấp dẫn cố gắng kéo căng một vật thể theo một hướng nhưng cũng đồng thời ép nó theo một hướng khác, giống như nghịch lý mì ống vậy. Nhân tiện thì lỗ đen lớn bằng một nguyên tử sẽ có khối lượng bằng một ngọn núi rất lớn. Có một lỗ đen ở trung tâm dải ngân hà được gọi là Nhân Mã A. Nó có khối lượng tương đương 1 tỷ mặt trời, nhưng may mắn là nó ở rất xa chúng ta. Nếu gây ra một vụ nổ lớn trên một tiểu hành tinh, bạn cũng không bao giờ nghe thấy âm thanh của nó. Vâng, trong phim, chúng ta thường nghe thấy âm thanh của tàu vũ trụ và các trận chiến trong không gian, nhưng đó chỉ là chuyện hoang đường. Âm thanh là sóng truyền đi do dao động của các phân tử. Một người vỗ tay cách bạn vài bước chân, sóng âm thanh bắt đầu đẩy phân tử không khí đầu tiên đến gần chỗ vỗ tay, rồi đến phân tử thứ hai, thứ ba, cho đến khi sóng truyền đến tai bạn. Vì vậy, để âm thanh lan truyền thì cần các phân tử như không khí hoặc nước. Trong bầu khí quyển của chúng ta, sóng âm thanh lan truyền tốt, nhưng không gian là chân không, không có gì ở đây. Bạn có thể vỗ tay rất to, nhưng sẽ không có bất kỳ phân tử nào có thể rung và truyền đi âm thanh đó. Vì vậy, để trò chuyện, bạn cần có radio hoặc kỹ năng đọc nhép miệng thật tốt. Các thiên thạch quay quanh mặt trời, còn phần lớn các mảnh vỡ do con người tạo ra quay quanh hành tinh chúng ta. Ví dụ, chúng ta đã phóng gần 9.000 tàu vũ trụ đi khắp thế giới, từ vệ tinh đến tàu tên lửa. Ngay cả những mảnh rác nhỏ nhất cũng có thể làm hỏng một con tàu vũ trụ với tốc độ cao như vậy. Các thiên hà, hành tinh, sao chổi, tiểu hành tinh, ngôi sao, thiên thể là những thứ chúng ta có thể nhìn thấy trong không gian, nhưng chúng chỉ chiếm chưa tới 5% vũ trụ. Vật chất tối là cái tên mà chúng ta sử dụng cho tất cả các khối lượng vô hình trong vũ trụ, và nó là một trong những bí ẩn lớn nhất trong không gian. Có rất nhiều vật chất tối, thậm chí có thể chiếm tới 25% vũ trụ. Năng lượng tối chiếm 70% còn lại, như vậy là đủ 100% phải không? Bây giờ, hãy quan sát mặt trăng nhé. Nó luôn nhìn chúng ta từ một phía, có nghĩa là mặt trăng có một phía tối và tia sáng mặt trời không bao giờ đến được đó. Đây cũng là một lầm tưởng. Lý do chính là mặt trăng được khóa hấp dẫn với trái đất. Ở đó cũng có ngày và đêm, chỉ là vòng quay này hoàn toàn trùng với vòng quay của trái đất. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn nhìn lên mặt trăng thì bạn cũng chỉ thấy một phía. Nhưng có những ngày mặt trời cũng chiếu sáng ở đó. Vì vậy, nó không phải là phía tối mà là ở phía xa. Và chúng ta thậm chí còn có hình ảnh của nơi này. Có một chỗ trũng lớn nhất trong toàn bộ hệ mặt trời, đó là lòng chảo Nam Cực Aiken. Nó rộng bằng hai bang Texas. Có một lời đồn hóa ra lại không đúng là con người chưa bao giờ thực sự lên mặt trăng. Đây là bộ đồ không gian ban đầu của các phi hành gia đầu tiên đã lên đó. Nhìn đế giày xem. Một số người khẳng định
không đời nào họ có thể để lại những dấu chân như thế này ở đó. Trên thực tế, họ có thể. Trên mặt trăng, các phi hành gia đi ủng bên ngoài bộ quần áo và đế giày của họ hoàn toàn khớp với dấu chân trên mặt trăng. Các phi hành gia không cần chúng khi họ rời mặt trăng và ném chúng khi chuyến đi bộ trên mặt trăng kết thúc. Họ cũng để lại rất nhiều thứ ở đó. Họ thậm chí còn để tay vịn của ghế trong mô đun mặt trăng để giảm trọng lượng đi. Giờ đây, tính tất cả các sứ mệnh trên mặt trăng của Apollo, tổng trọng lượng rác trên đó là khoảng 187 tấn, bao gồm một số tàu lượn trên mặt trăng, mảnh vỡ tàu vũ trụ, 6 mô đun mặt trăng và tất cả đồ thí nghiệm bị bỏ lại, tương đương 3 chiếc Boeing 737. Một lầm tưởng nữa về mặt trời là thiên thể này có màu vàng. Hãy đưa bạn vào không gian để xem nhé. Bạn nhìn ra cửa sổ và nó màu trắng. Mặt trời chỉ trông có màu vàng khi chúng ta nhìn qua bộ lọc của bầu khí quyển. Thành phần của không khí và độ dày của nó làm sai lệch ánh sáng của ngôi sao chủ. Nhưng các ngôi sao có nhiều màu khác nhau. Các ngôi sao mát hơn có màu cam và đỏ tươi. Đây thường là những ngôi sao rất già, già hơn cả mặt trời. Nhưng những ngôi sao trẻ và rất nóng có màu xanh lam nhạt. Mặt trời nằm ở giữa quang phổ này. Lại thêm một lầm tưởng nữa về các tiểu hành tinh đấy. Chúng ta cần bay xa hơn quỹ đạo của sao Hỏa một chút. Chà, chúng ta đang ở trong một vành đai tiểu hành tinh và liên tục phải né những tảng đá và khối băng khổng lồ. Chúng ta đã ở trong một số đám mây tiểu hành tinh dày đặc. Không đúng. Thực tế là không gian rất lớn và khoảng cách là rất to lớn. Tất cả đá và mảnh vỡ trong vành đai tiểu hành tinh chỉ bằng 4% trọng lượng của mặt trăng. Vì vậy, thực sự ở đó không có nhiều những thứ này. Để hiểu được sự trống rỗng trong không gian, hãy nhìn hai thiên hà va chạm. Có hàng tỷ ngôi sao trong mỗi thiên hà. Nếu trộn chúng với nhau, cũng sẽ không có bất kỳ va chạm nào, ngay cả ở đây. Các hành tinh hơi nghiêng về một bên là điều bình thường. Trái đất nghiêng một góc 23 độ. Đó là lý do chúng ta có các mùa. Mùa hè xảy ra khi phần thế giới nơi bạn ở nằm gần mặt trời hơn. Và ngược lại, khi bạn ở xa mặt trời, thời tiết sẽ chuyển sang mùa đông. Nhưng sao Thiên Vương lại nghiêng nhiều hơn bình thường. Nó nằm ở góc 98 độ. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến các mùa ở đó. Mỗi mùa trên sao Thiên Vương kéo dài 21 năm. Bạn nên nghĩ đến điều này khi lần tới muốn phàn nàn rằng mùa đông quá dài nhé. Ở đây trên trái đất, chúng ta đo khoảng cách bằng phút và giờ, hay thậm chí là ngày. Mất 10 phút để bạn đi bộ đến nhà đứa bạn thân, hoặc 15 phút để lái xe đến quán cà phê yêu thích. Nhưng trong không gian thì khác, nó rất lớn, nghĩa là chúng ta đo thời gian để đi đến một điểm nhất định bằng 5, hoặc trong hầu hết các trường hợp là 5 ánh sáng. Vì vậy, một ngày nào đó, nếu bạn muốn đi bộ lên mặt trăng, bạn sẽ mất 9 năm để vượt qua quãng đường 385.000 km. Có lẽ bạn muốn đi đến cận tinh, ngôi sao ở gần chúng ta. Nếu bạn đạp ga hết mức có thể và phóng đi với tốc độ không đổi là 113 km/h, bạn sẽ đến được đó sau khoảng 356 tỷ giờ hoặc 40,5 triệu năm. Tin tôi đi, sau chừng 20 triệu năm đầu tiên, bạn sẽ tự hỏi bản thân rằng sao lúc đầu mình lại muốn đi đến đó đấy? Sao Hỏa có thung lũng lớn nhất mà chúng ta phát hiện được cho đến nay. Đó là một hệ thống hẻm núi khá ấn tượng với độ dài khoảng 4.000 km, tức là gấp 5 lần Grand Canyon. Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra nó vào những năm 1970. Một bờ núi lửa nằm ở phía bên kia của sườn núi có lẽ đã giúp hình thành nên thung lũng này. Chúng ta vẫn chưa phát hiện ra hành tinh hoàn toàn được tạo thành từ kim cương, nhưng mưa kim cương thì có ở một số hành tinh đấy. Trên sao Mộc và sao Thổ, những khối khí khổng lồ trong hệ mặt trời, các cơn bão sét biến lượng khí metan dồi dào thành muội than, thứ còn được gọi là carbon. Muội than rơi xuống và biến thành than chì. Sau đó, than chì biến thành kim cương có đường kính khoảng 1 cm. Trước khi bắt đầu tìm cách đặt một chuyến đi thực địa thu thập kim cương, hãy nhớ rằng những viên kim cương đó không tồn tại lâu. Sau khi vào lõi trái đất, chúng sẽ tan chảy. Bạn đã bao giờ để ý vì sao khi ngắm sao hai đêm liên tiếp vào cùng một giờ? Giả sử 9 giờ tối, các ngôi sao vẫn ở một chỗ nhưng mặt trăng thì không chưa? Có hai lý do giải thích cho việc này. Đầu tiên, nó phụ thuộc vào thời gian bạn ngắm sao. Ví dụ, nếu bạn ra ngoài lúc 8 giờ tối và ngày mai bạn ngắm sao lúc 11 giờ đêm, bạn sẽ thấy mặt trăng ở hai nơi khác nhau. Trong trường hợp này, ngay cả các ngôi sao cũng chiếm những vị trí khác nhau trên bầu trời vì trái đất đang quay. Như bạn biết, phải mất 24 tiếng để quay một vòng tròn hoàn chỉnh. Có nghĩa là, theo góc nhìn của chúng ta, dường như cả bầu trời và mọi thứ trên đó chỉ di chuyển xung quanh chúng ta 24 giờ một lần. Tương tự, mặt trời thay đổi vị trí, mọc và lặn mỗi ngày.
Vì vậy, nếu bạn ở ngoài trời 2 đêm liên tiếp vào cùng 1 giờ, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ phải đợi thêm nửa tiếng hoặc thậm chí hơn cho đến khi mặt trăng quay trở lại vị trí như đêm hôm trước. Các ngôi sao đứng yên khá nhiều, dù trông có vẻ như chúng đang chuyển động, nhưng đó chỉ là do trái đất đang quay. Nhưng mặt trăng thực sự đang di chuyển quanh hành tinh chúng ta và trải qua các pha khác nhau. Ví dụ, trăng non là khi bầu trời tối hoàn toàn, trăng tròn là khi phía ban ngày của nó hướng về trái đất. Mất khoảng một tháng để mặt trăng hoàn thành một vòng quanh trái đất. Có lẽ bạn sẽ may mắn hơn trong chuyến thám hiểm thu thập kim cương trên hành tinh tiếp theo, cách trái đất 40 triệu năm ánh sáng. Các nhà khoa học từng gọi nó là siêu trái đất. Siêu trái đất nhìn chung là một hành tinh lớn hơn các hành tinh của chúng ta. Ví dụ, hành tinh này có kích thước gấp đôi trái đất. Nó gần ngôi sao chủ đến nỗi nó hoàn thành một vòng quanh đó chỉ trong chưa đầy 18 tiếng, có nghĩa là một năm ở đó khá ngắn. Vì hành tinh ấy rất gần với ngôi sao, nên nhiệt độ ở đó có thể lên tới 2.700 độ C. Do nhiệt độ như vậy kết hợp với mật độ của hành tinh, nên các nhà khoa học có giả thiết rằng lõi của nó được tạo thành từ carbon ở dạng than trì và kim cương. Hơn 10 năm trước, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một đám mây hơi nước khổng lồ. Nó cách hành tinh quê hương chúng ta 12 tỷ năm ánh sáng. Đám mây đó là nguồn nước lớn nhất mà chúng ta biết. Nó cũng lâu đời nhất, có từ khi vũ trụ mới 1,6 tỷ năm tuổi. Bây giờ nó đã 13,8 tỷ năm tuổi rồi. Trời ạ, giá như tôi bắt đầu mở tài khoản tiết kiệm từ 12 tỷ năm trước. Với lãi suất kép, bây giờ tôi đã có một núi tiền rồi. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa sinh ra. Quay lại đám mây, nó cũng rất lớn, chứa lượng nước gấp 140.000 tỷ lần lượng nước của tất cả các đại dương trên trái đất cộng lại. Đám mây này giống như đang nuôi một lỗ đen. Nó cũng có thể chứa đủ khí, ví dụ như carbon monoxide, để khuyến khích lỗ đen phát triển lớn gấp 6 lần so với hiện tại. Nhiệt độ trung bình của hành tinh chúng ta là khoảng 14 độ C, và nhiệt độ cao nhất từng đo được là 57 độ C. Nóng quá nhỉ? Chà, trên sao Kim có thể lên tới 480 độ C, khiến đây trở thành hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời. Tuy nhiên, nó không đủ nóng để nấu chảy thép. Cần nhiệt độ lên đến 1.300 độ C mới làm được điều đó, nhưng đủ nóng để làm chảy chì. Và quá nóng để duy trì sự sống, ít nhất là ở dạng mà chúng ta biết. Sao Kim không phải gần mặt trời nhất, mà là sao Thủy. Nhưng nó có bầu khí quyển siêu dày, có thể giữ khí thải, gây hiệu ứng nhà kính, giống như bạn đắp một chiếc chăn dày vào giữa mùa hè vậy. Chúng ta đã quen với việc nhìn thấy những ngọn núi lửa phun ra dung nham nóng chảy. Rốt cuộc, đó là những gì xảy ra trên trái đất. Nhưng trong không gian, núi lửa phun ra khí metan, nước hoặc ammoniac. Những vật chất này đóng băng khi phun trào và cuối cùng biến thành hơi đóng băng và một thứ gọi là tuyết núi lửa. Tôi đang nói về núi lửa băng. Bạn có thể tìm thấy chúng trên vệ tinh Io và Europa của sao Mộc, cũng như vệ tinh Titan của sao Thổ và sao Diêm Vương. Những ngọn núi lửa này đặc biệt hoạt động mạnh trên Io, nơi có hàng trăm lỗ thông. Các phương tiện của NASA thậm chí đã chụp được một số vụ phun trào trong thời gian thực. Những chùm hơi đóng băng phun ra dài khoảng 400 km. Nhân tiện, họ vừa phát hiện ra một vệ tinh khác quay quanh sao Mộc, và nó có thể tốt cho việc trồng trọt sau này. Nó tên là EIEIO. Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra với ánh sáng sau khi nó biến mất bên trong một lỗ đen? Photon là một hạt ánh sáng, chân trời sự kiện là ranh giới của một lỗ đen. Khi một thứ gì đó, ví dụ như photon, vượt qua và đi vào ranh giới này, nó sẽ không thể thoát ra được nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là lỗ đen đã phá hủy nó. Lỗ đen kéo photon về phía trung tâm rất nhanh, nơi một khối lượng khổng lồ được gói gọn trong một không gian nhỏ vô hạn. Tuy nhiên, không chắc điều gì sẽ xảy ra với các photon trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Đó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất. Liệu lỗ đen có phá hủy ánh sáng không? Sao Thổ có 82 vệ tinh mà chúng ta biết. 53 vệ tinh đã được xác nhận và 29 vệ tinh vẫn đang trong danh sách chờ được xác nhận là vệ tinh trước khi có tên chính thức. Và một trong những vệ tinh thú vị nhất có thể là một khối đá rộng 1.470 km được gọi là Iapetus. Nó có một bên tối và một bên sáng. Bên sáng phản xạ nhiều ánh sáng hơn bên kia khoảng 20 lần. Hóa ra bên sáng là băng, bên tối thì phức tạp hơn một chút. Một giả thuyết cho rằng bên đó tối là do các hạt đến từ một vệ tinh khác. Nó có tên là Phoebe. Một giả thuyết khác nói rằng hiện tượng này xảy ra có thể là do nhiệt. Vì mặt trăng này quay rất chậm nên các vật chất tối của nó hấp thụ nhiều nhiệt, khiến nó càng trở nên tối hơn. Bạn nghĩ lỗ đen có thể lớn đến mức nào? Về lý thuyết,
chúng ta không thể tìm thấy giới hạn trên cho khối lượng của nó. Nhưng các nhà thiên văn học tin rằng các lỗ đen cực lớn nằm trong lõi của một số thiên hà nhất định có kích thước lớn gấp 10 tỷ lần khối lượng mặt trời. Gần đây, họ thậm chí còn phát hiện ra những lỗ đen như vậy không thể lớn hơn mức đó quá nhiều về mặt vật lý, bởi vì trong trường hợp này, chúng sẽ phá vỡ các đĩa bồi tụ nuôi dưỡng chúng. Và như vậy, lỗ đen sẽ nhồi nhét thêm các nguồn vật chất mới. Hầu hết mọi người hình dung vũ trụ có màu sắc đâu đó giữa xanh biển và xanh ngọc nhạt. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu đã nghĩ rằng đúng là như vậy. Họ đã tìm cách xác định màu của vũ trụ bằng cách kết hợp ánh sáng từ hơn 200.000 thiên hà trong vòng bán kính 2 tỷ năm ánh sáng quanh hành tinh chúng ta. Nhưng màu sắc đúng gần với màu be hơn. Các nhà nghiên cứu đã sai vì có một lỗi trong phần mềm. Không phải chứ. Nó chuyển đổi quang phổ vũ trụ thành màu mà mắt chúng ta sẽ nhìn thấy nếu tiếp xúc với nó. Nhóm nghiên cứu đã xác định màu này là màu latte vũ trụ. Ồ, hãy làm một ly lớn double shot ít béo nhé. Ngày 20 tháng 8 năm 1977, sứ mệnh không gian tham vọng nhất đã cất cánh từ trái đất. Mục tiêu chính của Voyager 2 là nghiên cứu bên ngoài hệ mặt trời ở cự ly gần. Việc này trở nên khả thi nhờ sự thẳng hàng hiếm hoi của các hành tinh. Voyager 2 được mong đợi là sẽ nghiên cứu tất cả các hành tinh khí khổng lồ của hệ mặt trời, bao gồm sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Các nhà thiên văn học cũng hy vọng nó có thể tìm ra và khám phá rìa của hệ mặt trời. Vì Voyager 2 được chế tạo để du hành giữa các vì sao, nên nó được trang bị một anten lớn, rộng 4 mét, cho phép con tàu gửi dữ liệu mà nó thu thập được về trái đất. Trong hành trình của mình, tàu thăm dò không gian đã phát hiện ra vệ tinh thứ 14 của sao Mộc. Voyager 2 là tàu vũ trụ duy nhất nghiên cứu tất cả 4 hành tinh khổng lồ từ cự ly gần. Đây là vật thể nhân tạo đầu tiên bay qua sao Thiên Vương, nơi nó tìm thấy 2 vành đai và 10 vệ tinh mới. Voyager 2 cũng bay qua sao Hải Vương và thấy vết đen lớn ở đó. Đây là một cơn bão xoáy khổng lồ ở nam bán cầu của hành tinh. Cơn bão có kích thước bằng trái đất và di chuyển với tốc độ 2.400 km/h. Đây là những cơn gió mạnh nhất từng được ghi nhận trên tất cả các hành tinh của hệ mặt trời. Trong lịch sử khám phá không gian, chỉ có 5 con tàu vũ trụ là có thể thoát được lực hấp dẫn của hệ mặt trời. Đó là Pioneer 10, 11, Voyager 1, 2 và New Horizon. Có người phóng hàng nghìn vật thể vào không gian. Những vật thể này dễ dàng vượt qua lực hấp dẫn của trái đất. Nhưng mặt trời lớn gấp khoảng 300.000 lần so với hành tinh quê hương của chúng ta. Đó là lý do tại sao việc chống lại lực hấp dẫn của nó trở nên khó hơn nhiều, thậm chí còn ấn tượng hơn nữa. Voyager 2 là vật thể nhân tạo thứ 2 trong lịch sử có thể đến được không gian liên sao sau khi vượt qua Nhật Quyển. Đây kiểu như là một lớp bong bóng bao gồm các hạt và từ trường do mặt trời tạo ra để bảo vệ thái dương hệ. 2 năm sau khi phóng, Voyager 2 bắt đầu gửi những hình ảnh đầu tiên về sao Mộc. Tàu thăm dò không gian này đã cung cấp cho các nhà khoa học những thông tin cần thiết về Io và Europa, hai trong số các vệ tinh lớn nhất của sao Mộc. Sau đó, sứ mệnh không gian này đi qua hành tinh khí khổng lồ kia. Khoảng cách giữa nó và sao Mộc rơi vào khoảng 644.000 km. Chính lúc này, con tàu thăm dò đã nhận thấy một số thay đổi về hình dạng và màu sắc của vết đỏ lớn. Đây là một hệ thống các cơn bão khổng lồ đã có từ rất lâu, giống như một cơn bão trên trái đất, nhưng lớn hơn rất rất nhiều. 2 năm sau, Voyager 2 đến được sao Thổ. Nó phát hiện ra những nang hoa và đường gấp khúc trong một số vành đai của hành tinh này. Trong khi đang bay ở phía sau và hướng lên qua khối khí khổng lồ đó, Voyager 2 đã đi qua mặt phẳng của các vành đai sao Thổ. Ở thời điểm này, tốc độ của nó rơi vào khoảng 13 km/h. Trong vài phút, tàu thăm dò đã bị hàng nghìn hạt bụi có kích thước micromet va vào khiến nó liên tục bị đổi hướng và các động cơ điều khiển phải bắn nhiều lần để ổn định con tàu. Sau khi khám phá sao Thiên Vương và sao Hải Vương, Voyager 2 đã bay ra khỏi hệ mặt trời. Các thiết bị của nó được đặt ở mức công suất thấp để tiết kiệm năng lượng. Vào tháng 8 năm 2007, con tàu vũ trụ đã vượt qua Termination Shock,
ranh giới đánh dấu giới hạn bên ngoài của ảnh hưởng từ mặt trời. Ở đây, gió mặt trời thổi chậm lại. Mùa hè năm 2013, tàu thăm dò đã đến không gian liên sao. Bây giờ, khi nói đến việc gửi và nhận tín hiệu trong không gian, có 3 yếu tố bạn cần phải lưu ý: khoảng cách, độ mạnh và thời gian. Tàu vũ trụ càng ở xa, tín hiệu phải truyền đi càng xa trước khi đến được đích, và thời gian để tín hiệu truyền tới con tàu cũng lâu hơn. Cuối cùng, khi tín hiệu đến đó, nó trở nên cực kỳ yếu. Một vấn đề khác là một khi tàu vũ trụ đã phóng đi, nó không thể được nâng cấp. Nó thực sự bị mắc kẹt với công nghệ mà nó được trang bị. Thêm vào đó, những con tàu vũ trụ như Voyager 2 hoạt động nhờ nhiên liệu phóng xạ. Khi loại nhiên liệu đặc biệt này bị phân hủy, phóng xạ sẽ giải phóng nhiệt được chuyển hóa thành điện năng. Thật không may, càng nhiều vật chất bị phân hủy thì tàu vũ trụ càng có ít năng lượng để nhận và truyền tín hiệu vô tuyến. Dù như thế, chúng ta chưa mất kết nối với Voyager 1 và 2. Đó là nhờ các công nghệ mới và mạnh hơn xuất hiện trên trái đất. Tín hiệu mà con người gửi đi có thể truyền được xa hơn nhiều so với trước đây. Đó là lý do tại sao việc giữ liên lạc với tàu Voyager 2 là khả thi. Nó đã đi vào không gian liên sao năm 2018 và di chuyển được một khoảng cách gần 19,3 tỷ km tính từ trái đất. Nhưng vào tháng 3 năm 2020, bộ phận chính của thiết bị cho phép các nhà khoa học trao đổi tín hiệu với con tàu vũ trụ đã bị tắt. Sau khi sự liên lạc với Voyager 2 bị ngừng lại, NASA đã dành ra khoảng 11 tháng để nâng cấp mạng lưới giám sát không gian sâu và lắp đặt phần cứng mới. DSN là một mạng lưới quốc tế bao gồm các anten vô tuyến khổng lồ giúp các nhà thiên văn học trên trái đất liên lạc với những sứ mệnh liên hành tinh. Các anten này được đặt ở California, Madrid và Capera. Anten được dùng để giữ liên lạc với Voyager 2 là một chiếc đĩa rộng 70 mét và đặt ở Canberra. Đây là thiết bị duy nhất có thể gửi đi những mệnh lệnh đủ khả năng đến lượt con tàu thăm dò không gian. Anten này được gọi là DSS-43. Nó bắt đầu hoạt động vào năm 1972, 5 năm trước khi phóng Voyager 2 và Voyager 1. Vào thời điểm đó, nó chỉ có chiều ngang 64 mét. Kể từ đó, chiếc đĩa đã được sửa chữa và nâng cấp rất nhiều. Nhưng 11 tháng là khoảng thời gian dài nhất mà anten này hoạt động ngoại tuyến. Vào tháng 10 năm 2020, anten cuối cùng đã sẵn sàng để thử nghiệm sau tất cả các lần nâng cấp và sửa chữa. Các nhà điều hành sứ mệnh đã gửi một tập hợp các lệnh tới Voyager 2. Sau nhiều tháng sóng vô tuyến im lặng, tàu vũ trụ đã gửi lại tín hiệu. Con tàu xác nhận đã nghe thấy cuộc gọi, sau đó nó thực hiện các mệnh lệnh. Trong khi chiếc đĩa hoạt động ngoại tuyến, những người thực hiện sứ mệnh thực sự có thể nhận được dữ liệu khoa học và cập nhật sức khỏe từ Voyager 2. Các nhà thiên văn học liên tục nhận dữ liệu từ không gian liên sao, là khu vực bên ngoài nhật quyển của mặt trời. Nhưng họ không thể gửi bất kỳ lệnh nào tới tàu thăm dò vì nó đã đi quá xa trái đất. Anten nâng cấp đã nhận được hai máy phát tín hiệu vô tuyến mới, và nó đã được thực hiện kịp lúc. Một trong hai máy phát, chiếc được sử dụng để liên lạc với Voyager 2, đã không được thay thế trong gần 50 năm. Anten cũng có thiết bị làm mát và sưởi ấm mới cùng với các thiết bị điện tử cần thiết khác để hỗ trợ hai máy phát tiên tiến. Một điều gây tò mò về mạng lưới giám sát không gian sâu là các anten vô tuyến của nó được bố trí rất chính xác. Chúng được đặt cách đều nhau trên toàn cầu. Bằng cách này, hầu hết mọi tàu vũ trụ đều có thể giữ liên lạc với ít nhất một cơ sở. Nhưng Voyager 2 là một ngoại lệ. Năm 1989, nó bay gần Triton, vệ tinh của sao Hải Vương. Đó là cuộc gặp gỡ gần gũi duy nhất mà con người có được với hành tinh thứ 8 của hệ mặt trời và vệ tinh của nó. Nhân tiện, Triton là vật thể lớn nhất được cho là đã sinh ra trong vành đai Kuiper. Đó là một vành đai hình vòng bao quanh mặt trời và chứa đầy các vật thể băng. Voyager 2 đã khám phá ra hệ thống vành đai của sao Hải Vương và các vệ tinh nhỏ bên trong. Con tàu thăm dò cũng thu thập được nhiều thông tin đáng kinh ngạc về Triton. Ví dụ, nó đã xác nhận rằng vệ tinh này được bao phủ bởi các núi lửa băng. Thay vì phun ra đá nóng chảy, những ngọn núi lửa này phun ra băng bao gồm nước, ammoniac và methane. Khi tàu vũ trụ New Horizons
bay ngang qua sao Diêm Vương hơn 25 năm sau, nó cũng phát hiện ra hiện tượng tương tự trên hành tinh lùn này. Dù sao, để đi qua chỗ ngoặt này, Voyager 2 phải vòng qua cực bắc của khối khí khổng lồ kia. Nhưng việc này đã làm thay đổi quỹ đạo của con tàu, khiến nó lệch về phía nam so với mặt phẳng của các hành tinh. Kể từ đó, Voyager 2 đã di chuyển theo hướng trên, và bây giờ con tàu vũ trụ đã ở xa đến mức nằm ngoài tầm với của các anten vô tuyến nằm tại Bắc Bán Cầu. Đây là những anten ở Madrid và California. Điều này khiến DSS-43 nằm ở phía nam bán cầu trở thành chiếc đĩa duy nhất đủ mạnh và phát sóng với tần số chính xác để gửi lệnh tới tàu Voyager 2. Voyager 1, người anh em sinh đôi và bay nhanh hơn Voyager 2 không thay đổi quỹ đạo của nó. Sau khi đi ngang qua sao Thổ, nó đã bay theo một con đường khác. Đó là lý do tại sao bây giờ nó có thể dễ dàng liên lạc với hai cơ sở ở Bắc Bán Cầu. Việc nâng cấp ma tổ hợp liên lạc không gian sâu Campera đã trải qua cũng có thể mang lại lợi ích cho các sứ mệnh không gian khác. Ví dụ như, tàu thám hiểm Mars Perseverance đã hạ cánh xuống hành tinh đỏ vào ngày 18 tháng 2 năm 2021. Chiếc đĩa này cũng sẽ rất quan trọng để khám phá mặt trăng và các hành tinh khác. Có khả năng cao là sao Kim từng được bao phủ bởi các đại dương sâu từ 9,1 đến 305 mét. Ngoài ra, một số vùng biển nằm ẩn trong đất của hành tinh này. Trên hết, sao Kim có nhiệt độ ổn định từ 20 đến 50 độ C. Phải thừa nhận là mức này khá dễ chịu và không khác nhiều so với nhiệt độ trên trái đất ngày nay. Vậy, điều tôi đang nói đến là trong 3 tỷ năm, cho đến khi một điều gì đó không thể quay ngược lại đã xảy ra 700 triệu năm trước, sao Kim lẽ ra đã có thể trở thành nơi có sự sống, nhưng bây giờ thì không. Mặt trăng là vật thể sáng thứ hai trên bầu trời của chúng ta. Đồng thời, trong số các thiên thể khác, nó là một trong những thiên thể mờ nhất và phản xạ kém nhất. Vệ tinh tự nhiên của chúng ta có vẻ sáng vì nó ở rất gần trái đất. Mang ra so sánh, nếu nhìn từ không gian, bạn sẽ thấy hành tinh của chúng ta sáng hơn nhiều. Đó là vì mây, băng và tuyết phản xạ nhiều ánh sáng hơn đa số các loại đá. Triton, mặt trăng của sao Hải Vương, có vài lớp băng phủ kín bề mặt. Nếu vệ tinh này thay thế mặt trăng hiện tại của chúng ta, bầu trời đêm sẽ sáng hơn gấp 7 lần. Sao Neutron là một trong những vật thể nhỏ nhất nhưng có khối lượng lớn nhất trong không gian. Chúng thường có đường kính khoảng 19 km, nhưng nặng hơn mặt trời một vài lần. Ồ, và chúng cũng quay khoảng 600 lần mỗi giây, nhanh hơn nhiều tốc độ xoay của vận động viên trượt băng nghệ thuật. Sao Thổ là hành tinh loãng nhất trong hệ mặt trời. Mật độ trung bình của nó bằng 1/8 của trái đất. Dù vậy, nó có trọng lượng nặng gấp 95 lần trái đất. Hiện tượng thuấn biến mặt trăng là một trong những điều bí ẩn nhất xảy ra trên mặt trăng. Đó là khi ánh sáng, màu sắc hay một thay đổi nào đó tồn tại trong khoảng thời gian ngắn trên bề mặt của vệ tinh. Thường thấy nhất là những chớp sáng bất chợt. Các nhà thiên văn đã quan sát hiện tượng này từ những năm 1950 và thấy rằng chớp sáng xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Đôi khi chúng xảy ra vài lần trong một tuần. Sau đó chúng biến mất trong vài tháng. Một vài tia chớp chỉ kéo dài trong vài phút, nhưng đã có những tia sáng liên tục trong nhiều giờ. Đó là năm 1969, một ngày trước khi Apollo 11 hạ cánh trên mặt trăng. Một trong những người tham gia nhiệm vụ nhận thấy rằng một phần của bề mặt mặt trăng tỏa sáng nhiều hơn khung cảnh xung quanh, như thể khu vực đó có huỳnh quang vậy. Tiếc là người ta vẫn chưa rõ liệu hiện tượng này có liên quan gì đến những tia chớp bí ẩn trên mặt trăng hay không. Rác thải không chỉ là vấn đề nghiêm trọng ở các đại dương, thành phố và rừng trên trái đất mà còn ở trong không gian. Rác vũ trụ là bất kỳ vật thể nào do con người tạo ra bị bỏ lại trong vũ trụ và không có mục đích sử dụng gì. Ngoài ra, còn có các mảnh vỡ tự nhiên từ thiên thạch và nhiều thiên thể khác. Hiện nay, có hơn 500.000 mảnh vỡ vũ trụ đang quay quanh trái đất với tốc độ đủ cao để gây ra thiệt hại đáng kể nếu đâm vào tàu vũ trụ hoặc vệ tinh. NASA vẫn đang cố gắng hết sức trong việc theo dõi từng vật thể nhằm đảm bảo rằng các tàu bên ngoài trái đất có thể đến đích an toàn. Mặt trời của chúng ta nặng không tưởng. Bạn muốn bằng chứng sao? 99,86% toàn bộ khối lượng của hệ mặt trời nằm ở mặt trời, cụ thể là hydro và heli thành phần. 0,14% còn lại chủ yếu là khối lượng của 8 hành tinh trong hệ mặt trời.
Trên mặt trời, bầu khí quyển nóng hơn bề mặt. Nhiệt độ của bề mặt đã đạt tới 5.537 độ C. Nhưng bầu khí quyển tầng trên còn nóng tới hàng triệu độ kìa. Nếu ai đó có thể đào một đường hầm thẳng vào lõi của trái đất và xuyên ra mặt đối diện và gan bạn đủ lớn để nhảy vào đó, sẽ mất 42 phút để bạn rơi từ đầu bên này tới đầu bên kia. Khi rơi, bạn sẽ dần tăng tốc, đạt tốc độ tối đa vào thời điểm bạn đến lõi trái đất. Sau nửa chặng đường, bạn sẽ rơi lên trên, ngày càng chậm lại. Vào thời điểm bạn đến bề mặt của bên đối diện, tốc độ của bạn sẽ trở lại bằng không. Nếu không kịp trèo ra khỏi đường hầm ấy, bạn sẽ ngay lập tức rơi trở lại, xuống hoặc lên phía bên kia của hành tinh. Chuyến đi này sẽ kéo dài bất tận. Tất cả là nhờ vào tác động kỳ lạ của lực hấp dẫn. Chơi trò này vào một buổi chiều rảnh rỗi cũng hay đấy chứ. Bên trong các miệng hố va chạm trên mặt trăng có thể có nhiều kim loại hơn bạn tưởng đấy. Ví dụ như titan hoặc sắt. Vấn đề chính với phát hiện này nó mâu thuẫn với lý thuyết chính trong cách thức hình thành của mặt trăng. Lý thuyết đó cho hay vệ tinh tự nhiên này đã xoáy ra xa trái đất sau một vụ va chạm với một thiên thể cực nặng. Nhưng nếu vậy, tại sao lớp vỏ nghèo kim loại của trái đất lại có ít oxit sắt hơn của mặt trăng? Như vậy, có thể thấy mặt trăng hình thành từ vật chất nằm sâu tít bên trong hành tinh của chúng ta. Hoặc những kim loại này có lẽ đã xuất hiện khi bề mặt nóng chảy của mặt trăng từ từ nguội đi. Hoặc biết đâu, đúng như người ta vẫn đồn trong nhiều thế kỷ, nó được làm bằng phô mai xanh lá. Biết đâu trái đất từng có màu tím trước khi chuyển sang màu xanh lam và xanh lục. Một nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng một chất tồn tại trong vi sinh vật cổ đại trước khi có chất diệp lục, chất làm cho thực vật có màu xanh, đã tiến hóa trên trái đất. Chất này phản xạ ánh nắng thành hai màu đỏ và violet, kết hợp lại tạo ra màu tím. Nếu là thật thì trái đất non trẻ có thể đã chứa nhiều sinh vật kỳ lạ có màu tím trước khi cây xanh xuất hiện. Ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời là Olympus trên sao Hỏa. Nó cao gấp 3 lần núi Everest, ngọn núi cao nhất trên mực nước biển của trái đất. Nếu đang đứng trên Olympus, bạn sẽ không nghĩ mình đang đứng trên một ngọn núi. Độ dốc của nó sẽ bị che khuất bởi độ cong của hành tinh. Các nhà thiên văn học đã tìm thấy một hồ chứa nước khổng lồ trong không gian, hồ chứa lớn nhất mà con người từng phát hiện ra. Tiếc là nó cũng ở xa nhất, cách chúng ta 12 tỷ năm ánh sáng. Đám mây hơi nước chứa lượng nước gấp 140.000 tỷ lần tất cả các đại dương trên trái đất cộng lại. Sao Kim quay một cách rất thong thả, một vòng quay trọn vẹn của nó kéo dài 243 ngày trái đất, và hành tinh này tốn chưa đến 225 ngày trái đất để quay hết một vòng quanh mặt trời, nghĩa là một ngày trên Sao Kim dài hơn một năm. Bên trong mặt trăng có rất ít hoạt động địa chấn diễn ra, tuy nhiên do sự tác động của lực hấp dẫn trái đất, đôi khi rung chấn nhỏ cũng xảy ra vài dặm bên dưới bề mặt. Sau đó, các vết nứt và đứt gãy nhỏ xuất hiện trên bề mặt của vệ tinh, làm khí thoát ra ngoài. Này, đôi khi khí cũng thoát ra từ người tôi đấy. Sao Hỏa là hành tinh cuối cùng trong nhóm hành tinh trong, còn gọi là hành tinh đất đá vì chúng được làm từ đá và kim loại. Hành tinh đỏ có phần lõi chủ yếu bằng sắt, niken và lưu huỳnh, với chiều ngang từ 1450 đến 1930 km. Phần lõi không dịch chuyển, chính vì vậy Sao Hỏa thiếu đi từ trường toàn hành tinh. Từ trường của Sao Hỏa chỉ bằng 1% của trái đất. Khi các hành tinh trong hệ mặt trời bắt đầu hình thành, trái đất đã không có mặt trăng trong khoảng thời gian dài nhất. Mãi 100 triệu năm sau, vệ tinh tự nhiên mới xuất hiện. Người ta có vài giả thuyết về cách thức hình thành của mặt trăng, nhưng thuyết phổ biến nhất là thuyết phân hạt nhân. Ai đó đã phân đôi và bắt lấy mặt trăng sao? Không đâu. Thuyết phân hạt nhân cho rằng mặt trăng được hình thành khi một vật thể va chạm với trái đất, khiến các hạt lan ra trong không gian. Lực hấp dẫn đã kéo các hạt lại với nhau và như thế mặt trăng được tạo ra. Cuối cùng, nó ổn định trên mặt thiên thực của trái đất, là đường mà mặt trăng quay quanh. Có vẻ như phô mai xanh rời khỏi bàn rồi. Sinh vật đơn lẻ lớn nhất trên trái đất hóa ra là một cây nấm ở Oregon. Loại nấm mật ong khổng lồ này sống trong rừng quốc gia Maher và trải rộng trên diện tích 3,7 dặm vuông. Có lẽ cây nấm đã 8,5 nghìn tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn không thấy nó thì tôi có thể tha thứ cho bạn vì phần lớn cây nằm dưới đất.
Khi rễ của từng cây nấm mật ong gặp nhau, chúng có thể kết hợp với nhau và hình thành nên một cây nấm duy nhất. Điều này giải thích tại sao cây nấm này lại lớn đến vậy. Nếu bạn có thể gom toàn bộ cây nấm siêu to khổng lồ ấy và cho vào trong một quả bóng lớn, nó sẽ nặng tới 35.000 tấn, bằng khoảng 200 con cá voi xám. Tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời có tên là Vesta. Nó lớn đến mức đôi khi còn được gọi là một hành tinh luôn. Một chuyến đi đến ngôi sao gần nhất ngoài mặt trời sẽ tốn của bạn 5 triệu năm trên một chiếc máy bay thương mại. Đấy mới là chuyến bay đường dài. Vũ trụ lẽ ra không có màu đen, do sao nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Lẽ ra chúng phải thắp sáng cả không gian chứ. Dù nhìn đâu bạn cũng không thấy sao, vì một số ngôi sao tồn tại quá ngắn đến nỗi ánh sáng của nó chưa kịp đi tới trái đất. Một ngày trên sao Thiên Vương kéo dài 17 giờ, 14 phút và 24 giây. Nhưng hãy nghe này, vì có độ nghiêng khoảng 98 độ nên một mùa trên hành tinh khí khổng lồ này kéo dài 21 năm trái đất. Một số nhà khoa học tin rằng hành tinh của chúng ta từng có một vệ tinh nữa. Theo nghiên cứu của họ, một thiên thể có chiều ngang 1.207 km đã quay quanh trái đất như một mặt trăng thứ hai. Rất có thể sau đó nó đã đâm vào vệ tinh chính. Vụ va chạm ấy có thể giải thích lý do hai mặt của mặt trăng trông rất khác nhau. Một mặt đóng băng, còn mặt kia thì lởm chởm. Hay là phô mai xanh lá nhỉ? Ở khoảng cách 640 năm ánh sáng tính từ mặt trời, các nhà khoa học đã phát hiện ra hành tinh WASP-76b, hành tinh có mưa sắt. Thiên thể này nằm rất gần mặt trời của nó và luôn chỉ quay một mặt về phía ngôi sao ấy. Thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng này là khóa thủy triều. Nhiệt độ ở mặt có nắng cao đến mức kim loại cũng phải nóng chảy và bốc hơi. Nửa còn lại của hành tinh đủ lạnh để kim loại đông đặc và rơi xuống dưới dạng mưa. Nói về khóa thủy triều thì mặt trăng của chúng ta cũng giống như vậy. Vệ tinh của chúng ta không có mặt tối, chỉ là nó luôn quay một mặt về phía chúng ta mà thôi. Khi mặt trăng ở giữa trái đất và mặt trời, thứ mà chúng ta gọi là mặt tối sẽ được chiếu sáng rực rỡ, nhưng ta không thể nhìn thấy điều đó từ trái đất. Hóa ra là vậy. Một nghiên cứu gần đây khẳng định rằng mặt trăng có một cái đuôi, và tháng nào cái đuôi này cũng quấn quanh trái đất như một chiếc khăn quàng. Cái đuôi mảnh mai ấy có cấu trúc từ hàng triệu nguyên tử natri bám theo vệ tinh tự nhiên của trái đất, và hành tinh của ta thường đi xuyên qua nó. Những cú rơi của sao băng khiến các nguyên tử natri bắn khỏi bề mặt mặt trăng và bay vào không gian. Bạn sẽ không tin, nhưng mặt trăng dường như đang thu nhỏ lại. Vệ tinh tự nhiên của trái đất hiện nay nhỏ hơn hàng trăm triệu năm trước khoảng 45 mét. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do bên trong mặt trăng đang nguội đi. Điều đó cũng giải thích cho các trận động đất làm rung chuyển bề mặt của mặt trăng. Gần đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng sao hỏa có hoạt động địa chấn và động đất sao hỏa xảy ra đều đặn. Mặt trăng sẽ nằm giữa mặt trời và hành tinh xanh vài ngày mỗi tháng. Đó là khi trọng lực của trái đất hút cái đuôi natri này. Hành tinh của ta sẽ kéo nó thành một dải bao quanh bầu khí quyển. Cái đuôi mặt trăng ấy hoàn toàn vô hại. Mắt người không thể thấy nó vì nó mờ hơn mức mà bạn có thể quan sát đến 50 lần. Nhưng trong những ngày hiếm hoi, kính thiên văn công suất cao có thể thấy được ánh sáng màu vàng nhạt của nó trên bầu trời. Cái đuôi ấy trông giống một đốm sáng lấp lánh và có chiều dài gấp 5 lần đường kính của trăng tròn. Hóa ra vũ trụ và thậm chí là cả dải ngân hà có rất nhiều thiên thể chứa nước lỏng và băng. Thiên thể chứa nước gần nhất và nằm trong hệ mặt trời của ta là Europa, một trong số những mặt trăng của sao Mộc. Các nhà khoa học gần như chắc chắn rằng bên dưới bề mặt đóng băng của nó là một đại dương nước. Nhưng vẫn còn quá sớm để ăn mừng về khả năng có sự sống trên những thiên thể như vậy. Nước lỏng chỉ là một trong những điều kiện để sự sống xuất hiện mà thôi. Trong 1.000 tỷ năm tới, một ngôi sao trong thiên hà GSN-069 có khả năng biến thành một hành tinh lớn bằng sao Mộc. Điều này xảy ra do các cuộc đụng độ thường xuyên của ngôi sao này với một lỗ đen. Ban đầu, các nhà thiên văn phát hiện ra những vụ nổ tia X sáng đến bất thường. Chúng phát nổ mỗi 9 giờ. Sau khi nghiên cứu hiện tượng này trong một khoảng thời gian, các nhà khoa học nhận ra rằng đó là một ngôi sao chuyển động theo quỹ đạo độc đáo quanh một lỗ đen. Những ánh chớp sáng chói ư, đó chính là vật chất bị lỗ đen hút từ bề mặt của sao. Hóa ra, lỗ đen đã biến một sao đỏ khổng lồ thành sao lùn trắng trong hàng triệu năm qua. Và quá trình này sẽ không dừng lại dù thế nào đi chăng nữa.
các nhà thiên văn đã tìm thấy một số dấu vết của phosphine trong bầu khí quyển của sao Kim trên trái đất. Loại khí không màu và dễ cháy này thường được tìm thấy ở nơi có vi sinh vật. Chẳng có gì lạ khi người ta đưa ra giả thuyết cho rằng sự sống đang tồn tại trên sao Kim, nhưng ngay cả khi chuyện đó xảy ra thì sự sống cũng chỉ xuất hiện tại bầu khí quyển của ngôi sao Hôm. Chắc hẳn là vì không một sinh vật sống nào có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này. Bề mặt của sao Kim cực kỳ khô và không có nước lỏng. Áp suất ở đây lớn hơn áp suất trên bề mặt trái đất 90 lần. Nhiệt độ thường lên đến mức cao hơn 482 độ C. Con số này đủ nóng để làm tan chảy một số kim loại. Trên thực tế, cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng là một đám mây vũ trụ lơ lửng, có thành phần 100% là nước. Nước của nó nhiều đến nỗi có thể lấp đầy tất cả đại dương trên trái đất 140.000 tỷ lần. Nước trên trái đất thực sự là một câu đố, được bao trùm bởi nhiều bí ẩn. Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng, nước được mang đến hành tinh của ta nhờ các sao chổi và những tiểu hành tinh băng giá. Chúng không chỉ để lại nhiều miệng hố hùng vĩ, mà còn là chất lỏng đã giúp chúng ta thịnh vượng như ngày nay. Không gian có rất nhiều vật chất hữu cơ, và dưới những điều kiện cụ thể, nơi đây sẽ tạo ra nhiều nước, đến độ có thể lấp đầy các đại dương ở trái đất hàng nghìn lần. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm, trong đó họ đun nóng chất hữu cơ này rồi thu được nước trong và dầu. Nếu các nghiên cứu trong tương lai xác nhận điều này, thì chúng ta sẽ chứng minh được rằng dầu xuất hiện trên trái đất không chỉ là do tàn tích hóa thạch của các sinh vật sống mà còn đến từ vũ trụ. Chưa hết, có thể có khoảng 6 tỷ hành tinh giống trái đất trong dải ngân hà. Dữ liệu mới nhất đã chỉ ra rằng cứ mỗi 5 ngôi sao giống mặt trời thì sẽ có ít nhất một sao chứa hành tinh nằm trong vùng sống được. Và không phải là một hành tinh ngẫu nhiên đâu. Hành tinh phải có lõi và bề mặt đá với kích cỡ tương đương trái đất. Khi nằm trong vùng có thể sinh sống được của ngôi sao chủ, hành tinh sẽ có khả năng trở thành quê hương của các sinh vật sống, ít nhất là vi sinh. Và nếu trong thiên hà của chúng ta có hàng tỷ hành tinh giống trái đất, thì chắc chắn phải có tối thiểu một hành tinh sống được và đã có sự sống. Và bây giờ, hãy nhân con số này với số lượng các thiên hà trong vũ trụ. Và đừng quên rằng có nhiều thiên hà còn to hơn dải ngân hà nữa nhé! Vậy là chúng ta có hàng tỷ ngôi sao giống mặt trời, cũng như tỷ tỷ hành tinh giống trái đất. Và một trong số đó chắc chắn sẽ giống trái đất hơn những hành tinh khác. Có thể chúng ta đi thẳng được là nhờ các vụ nổ siêu tân tinh. Khoảng 2,5 triệu năm trước, một siêu tân tinh đã phóng tia vũ trụ đến hành tinh của ta. Chúng gây ra một loạt những cơn bão điện trong bầu khí quyển của trái đất. Sau đó, chúng đã biến thành giông bão. Rồi giông bão gây ra cháy rừng ở đông bắc châu Phi. Đây chính là nơi mà tổ tiên thuở đầu của loài người sinh sống. Hỏa hoạn đã biến rừng thành savan, áp suất khí quyển thay đổi và tổ tiên của chúng ta phải đứng bằng hai chân để sinh tồn. Vụ nổ lớn nhất kể từ Big Bang được ghi nhận vào năm 2019. Nó xảy ra trong siêu đám thiên hà Xà Phu và đã hợp nhất hàng nghìn thiên hà. Theo các nhà khoa học thì vụ nổ này tương đương với 20 tỷ tỷ vụ nổ Megaton xảy ra mỗi mili giây trong vòng 240 triệu năm. Vào năm 2019, trạm đổ bộ InSight Lander của NASA với mục tiêu là nghiên cứu bên trong sao hỏa đã ghi nhận lại trận động đất sao hỏa đầu tiên. Những trận động đất này xảy ra dồn dập, khoảng 2 trận mỗi ngày. Phần lớn trong số đó là những chấn động rất yếu. Nếu nó xảy ra trên trái đất thì có khi bạn còn chẳng cảm nhận được ấy chứ. Cho đến nay, người ta đã phát hiện được hơn 300 động đất sao hỏa. Đó là những trận động đất đầu tiên trên một thiên thể không phải là trái đất và mặt trăng. Còn một hiện tượng bí ẩn khác đã được sứ mệnh này phát hiện ra, chính là những xung từ trường kỳ quái. Cứ vào nửa đêm, chúng lại xảy ra quanh trạm đổ bộ. Chúng ta vẫn chưa rõ loạt xung ấy là gì. Bầu khí quyển của sao Diêm Vương dày hơn trái đất rất nhiều. Nó cũng có hơn 20 tầng, nhưng tầng nào cũng lạnh như băng và siêu đặc. Bạn còn nhớ tiểu hành tinh đã xóa sổ khủng long trên trái đất không? Hồi ấy tôi chưa chào đời, nhưng ai mà quên được chuyện đó chứ? Trong quá khứ, hành tinh chúng ta đáng lẽ phải chứng kiến một buổi biểu diễn vũ trụ khác mà kết cục là 75% sự sống trên trái đất bị xóa sổ. Khoảng 360 triệu năm trước, một vụ nổ siêu tân tinh đã xảy ra ở địa điểm cách chúng ta khoảng 65 năm ánh sáng và các tia vũ trụ do nó phóng đi đã phá hủy tầng ozone của quả cầu xanh lam xinh đẹp. Wow! Nhiều người mong muốn bay vào vũ trụ, môi trường không trọng lực, hoàn cảnh tuyệt diệu của trái đất khi nhìn từ một bên và vùng đen đáng sợ vô tận ở phía bên kia. Vâng, thật đáng lệ
nhưng đừng quên rằng hành trình này có thể biến thành một cơn ác mộng nha. Thiếu oxy, lơ lửng ngoài không gian và ở trong phi thuyền một thời gian dài mà không biết khi nào mới có thể trở về nhà. Điều vừa được đề cập đã xảy ra với một phi hành gia người Nga. Ông là một trong số những cá nhân đã lưu lại trên không gian lâu nhất thế giới. Kỹ sư bảo dưỡng máy bay 33 tuổi Sergei Krikley đã trải qua 311 ngày trong tình trạng không trọng lực trên trạm vũ trụ Mir. Nhưng đó chưa phải là phần thú vị nhất trong câu chuyện này đâu. Hành trình dài hơi của Sergei bắt đầu vào ngày 18 tháng 5 năm 1991. Hôm đó, ông lên một con tàu vận tải và đi vào vũ trụ để đến trạm Mir. Vào ngày 20 tháng 5, việc cập cảng trên trạm đã hoàn tất. Tại đó, Sergei đã thực hiện các nhiệm vụ không gian của mình cùng với một kỹ sư khác. Họ đã đi bộ ngoài không gian vài lần, sửa chữa, chăm sóc trạm và tiến hành các thí nghiệm khoa học. Khi có bạn đồng hành và nhiều công việc thì cuộc sống trong vũ trụ cũng không quá gian nan. Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào ngày mà đáng lẽ Sergei sẽ trở về nhà. Theo kế hoạch, nhiệm vụ phải kéo dài 5 tháng. Một phi hành gia mới sẽ thay thế hai phi hành gia cũ. Con tàu vận tải cuối cùng cũng cập bến. Nhưng vào ngày 10 tháng 10, chỉ có một phi hành gia quay về trái đất. Sergei bị bỏ lại một mình trên trạm Mir. Ông tiếp tục làm kỹ sư bảo dưỡng máy bay duy nhất của phi hành đoàn. Trạm không thể bị bỏ trống. Người ta phải cử người đến thay Sergei. Ông không sẵn sàng và cũng không được huấn luyện để ở lại vũ trụ trong một khoảng thời gian dài như thế. Nhưng đâu có sự lựa chọn nào khác. Ông không thể cứ thế mà rời trạm. Một tháng trôi qua, họ thông báo với Sergei rằng ông sẽ sớm về nhà. Nhưng một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Người ta liên lạc với Sergei và nói rằng anh không thể quay lại vì đất nước hứa đưa anh về đã không còn tồn tại. Trong khoảng thời gian này, một cuộc khủng hoảng lớn đã nổ ra ở Nga. Việc trở về của nhà du hành vũ trụ là bất khả thi vì không ai có tiền để chi trả cho việc này. Hãy tưởng tượng về tình trạng của Sergei nào. Bạn đang ở cách nhà mình hàng trăm dặm trong vũ trụ tối đen, hoàn toàn đơn độc và không biết mình còn phải ở đó bao nhiêu lâu. Ngày trôi qua thật chậm, vài tuần rồi một tháng trôi qua. Nếu việc ở trong vũ trụ không gây hại cho sức khỏe thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ở điều kiện không trọng lực, cơ thể con người bị tổn thương nghiêm trọng. Đầu tiên là cơ bắp bị suy yếu. Cơ thể không phải gồng gánh khối lượng cần thiết và cơ bắp thường xuyên ở trạng thái thư giãn. Điều đó dẫn đến bệnh loạn dưỡng cơ. Vâng, đúng là phi hành gia tập thể dục mỗi ngày, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để bảo toàn sức khỏe. Ngoài cơ bắp, xương cũng dần yếu đi. Vì thế con người ta yếu ớt hơn. Dù chỉ sống như thế 6 tháng, nhưng phi hành gia nào cũng cần một khoảng thời gian dài để lấy lại thân hình ngày trước sau khi trở về nhà. Ngoài ra, vũ trụ còn mang tới một lượng bức xạ lớn nguy hiểm đối với con người. Nó đến từ nhiều nguồn một lúc, nhưng chủ yếu là mặt trời. Trên trái đất, chúng ta được từ trường của hành tinh bảo vệ khỏi bức xạ. Phần lớn bức xạ tích tụ ở khí quyển tầng trên và không thể đến được chỗ chúng ta. Sự tích tụ bức xạ trong khí quyển cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các phi hành gia. Nhưng loại phóng xạ nguy hiểm nhất lại là phóng xạ vũ trụ. Nó đến từ những ngôi sao cũng như các thiên hà xa xôi và tác động mạnh mẽ lên mọi sinh vật. Bức xạ gây ra nhiều điều kiện bất lợi và phá hủy cơ thể ở cấp độ tế bào. Hiện nay, tất cả các tàu vũ trụ lẫn trạm ISS đều đã được trang bị lá chắn và lớp phủ phản xạ bức xạ. Tuy nhiên, chúng không thể bảo vệ 100%. Trong không gian, hệ miễn dịch của phi hành gia cũng thay đổi vì không có điều kiện phù hợp để cải thiện. Việc thiếu vắng vi khuẩn và vi trùng tưởng chừng như không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng hàng rào bảo vệ của cơ thể sẽ yếu dần đi. Họ sẽ dễ gặp nguy hiểm trước các loại vi khuẩn trú ngụ trong những phi hành gia khác. Bạn cũng phải đối mặt với sự hạn chế thức ăn trầm trọng. Thực phẩm trong tuyết không chứa nhiều vitamin hữu ích bằng các sản phẩm tự nhiên. Không có vitamin, cơ thể càng yếu ớt hơn. Đôi khi các phi hành gia phải di chuyển trong vũ trụ và điều đó chẳng dễ dàng gì. Bộ đồ vũ trụ là một trang phục to lớn và không thoải mái. Nó hạn chế chuyển động và gây áp lực lên cơ thể bạn. Công việc trong không gian có thể kéo dài đến vài giờ. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Một trong số các bộ lọc của bộ đồ có thể bị hỏng và toàn bộ chất lỏng do cơ thể tiết ra sẽ lan khắp bộ đồ và chạm vào mặt bạn.
bạn có thể chảy nước mắt và các giọt nước mắt sẽ cản trở tầm nhìn của bạn. Hàng nghìn những điều nguy hiểm có thể rình rập các phi hành gia trong những nhiệm vụ ngoài không gian. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang thực hiện công việc sửa chữa và sự cố xảy ra. Bù lông văng khỏi chiếc cà lê và bay đi chẳng hạn. Bạn cố bắt lấy nó và vô thức đẩy mình ra xa tàu. Bạn bắt được cái bù lông nhưng rồi cơ thể bạn bay đi. Bạn không có gì để bám vào, nhưng may mà có dây cáp an toàn. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị đứt khỏi bộ đồ vũ trụ do bạn gắn dây không đúng cách. Ngay khi sợi dây đứt, cơ thể bạn sẽ thay đổi góc bay. Bây giờ bạn không chỉ bay đi mà cơ thể còn xoay tròn. Trái đất và vũ trụ đen tối vụt qua mắt bạn. Chuyện là như vậy đấy, chắc chắn là có rủi ro. Nhưng điều đó không xảy ra với Sergei. Tất cả các phi hành gia đều trải qua nhiều giờ huấn luyện để sẵn sàng đối mặt với mọi rắc rối. Họ có thể chất tốt nhưng lại mất dần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài những điều ấy ra, còn yếu tố tâm lý nữa. Cơ thể bạn suy yếu, bạn không được hít thở không khí trong lành. Bạn chẳng thể gặp gỡ bạn bè và không có cơ hội trở về nhà. Một lớp vách mỏng ngăn cách bạn với chân không lạnh lẽo. Những điều kể trên khiến bạn căng thẳng, làm suy yếu hệ miễn dịch và gây hại cho hệ thần kinh. May là các phi hành gia cũng trải qua những khóa huấn luyện tâm lý nghiêm túc. Họ có thể duy trì sự tự chủ trong những tình huống căng thẳng nhất. Nhưng khi ở một mình trong không gian hơn 6 tháng và không biết khi nào mới được về nhà thì bạn sẽ cực kỳ lo lắng. May mắn thay, Sergei không hoảng sợ. Ông đã thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày, tập luyện và tất nhiên là nhớ nhà. Một tháng sau, ông vẫn nhận được phản hồi tương tự. Chúng tôi chưa thể đưa anh trở về, đất nước đang trong tình trạng khó khăn. Càng ngày ông càng cảm thấy tồi tệ hơn, sức lực cũng mất dần. Ông chẳng rõ liệu mình có thể sống sót hay không. Điều thú vị nhất đó là trạm chứa một cái khoang có thể đưa ông trở lại trái đất. Nhưng Sergei đã không dùng đến nó, vì như vậy thì sẽ không có ai phục vụ trạm. Nga đã bán chỗ ngồi trên trạm cho các nước khác. Ngoài ra, họ cũng hy vọng sẽ bán được Mi. Điều này có nghĩa là Sergei phải duy trì hoạt động của trạm. Nhiệm vụ của Sergei kéo dài gấp đôi so với kế hoạch. Kết quả là ông đã dành 10 tháng sống trong vũ trụ hay 311 ngày và lập kỷ lục thế giới. Trong thời gian này, ông đã bay quanh trái đất khoảng 5.000 lần. Cuối cùng, ông cũng nhận được tin nhắn mà ông đã chờ đợi từ lâu. Ông sắp được về nhà. Đức đã chi khoảng 24 triệu đô la để mua một chiếc vé đến trạm. Họ cũng sẽ thay thế phi hành gia. Chris Clay đã vào trong khoang và bay về trái đất. Bên dưới, nhiều người đã chờ đợi sự trở lại của ông. Khi nhà du hành vũ trụ hạ cánh, mọi người đã chạy đến giúp ông. Ông gầy gò, mồ hôi nhễ nhại và kiệt sức. Bốn người đàn ông đã giúp ông ra khỏi khoang. Họ đặt ông xuống đất, đưa cho ông một chiếc áo khoác lông thú và mang đến một bát nước hầm xương. Ai cũng tưởng rằng chuyến bay này sẽ để lại một ấn tượng nhớ đời cho ông, nhưng tâm trạng của nhà du hành vũ trụ lại vô cùng thoải mái. Hai năm sau, ông lại vào vũ trụ và trở thành nhà du hành vũ trụ người Nga đầu tiên bay bằng tàu con thoi của NASA. Rồi hai năm sau đó, ông lại là một trong những người đầu tiên sống trên ISS. Vào năm 2005, ông thực hiện chuyến bay thứ 6 và cũng là chuyến bay cuối cùng. Ông lên ISS và ở khoảng 6 tháng, sau đó trở về nhà trên phi thuyền hạ cánh. Sau chuyến bay này, ông đã lập kỷ lục thế giới về tổng thời gian lưu lại không gian, đó là 803 ngày. Nhưng chỉ 10 năm sau, đã có một người khác phá được kỷ lục ấy. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác. Mọi người dừng xe trên đường cao tốc, ra khỏi phương tiện của họ và ngạc nhiên ngước nhìn bầu trời. Trong thành phố ai cũng xuống đường, ban công và nóc nhà chật ních những người đang kinh ngạc nhìn lên mặt trăng. Nó có màu đỏ. Một số người hét lên rằng đó là ngày tận thế, số khác tìm nơi trú ẩn. Thật vậy, mặt trăng màu trắng thường ngày bây giờ trông giống như được sơn màu đỏ vậy. Nhưng chẳng cần phải sợ hãi nếu bạn nhìn thấy hiện tượng này đâu. Ngược lại, hãy chiêm ngưỡng khung cảnh ấy, vì bạn đang được chứng kiến một hiện tượng thiên văn hiếm có. Đó chính là nguyệt thực toàn phần. Đây là mặt trời, nó nằm ở trung tâm hệ mặt trời của chúng ta. Sao Thủy, sao Kim và đây là trái đất và mặt trăng. Trái đất mất 365 ngày để quay quanh mặt trời. Cùng lúc đó, mặt trăng quay quanh trái đất và hoàn thành vòng quay trong 27 ngày. Trái đất tạo ra một vùng bóng râm và đôi khi mặt trăng đi qua đó.
bóng dâm có dạng hình nón và hẹp dần. Mặt trăng cách đó 384.000 km, gấp độ dài của đường xích đạo khoảng 9 lần. Ở khoảng cách này, đường kính của bóng dâm lớn hơn đường kính mặt trăng xấp xỉ 2,6 lần. Khi mặt trăng ở trong khu vực này, ánh sáng mặt trời sẽ không trực tiếp chiếu tới được. Tức là lẽ ra nó phải biến mất, nhưng thay vào đó, nó trở nên đỏ rực. Đó là vì tia sáng mặt trời đi qua bầu khí quyển của trái đất. Chúng tán xạ và phần lớn ánh sáng xanh biến mất. Nhưng các tia màu đỏ và cam vẫn còn đó và tiếp tục chiếu vào bề mặt của mặt trăng. Đây rồi, bạn đang nhìn thấy hiện tượng được gọi là trăng máu. Nhân tiện thì sự bẻ cong ánh sáng này xảy ra vào lúc hoàng hôn và bình minh. Bầu khí quyển tán xạ ánh sáng xanh dương và khiến bạn nhìn thấy bầu trời có màu đỏ và cam. Nếu bạn đứng trên bề mặt của mặt trăng lúc nguyệt thực toàn phần xảy ra, thì trái đất sẽ nằm ngay giữa bạn và mặt trời. Vì vậy, bạn sẽ có thể nhìn thấy nhật thực. Đối với bạn, bề mặt trái đất sẽ tối như hũ nút. Tất cả những gì bạn thấy sẽ là vầng hào quang của mặt trời chiếu sáng xung quanh rìa của trái đất. Trái đất nhìn từ mặt trăng có kích thước gần tương đương với mặt trăng khi được quan sát từ trái đất. Hiện tượng nguyệt thực màu đỏ của mặt trăng là rất hiếm vì một vài yếu tố phải cùng xảy ra vào một thời điểm. Một trong số đó là mặt trăng tròn. Thông thường, chúng ta có thể nhìn thấy 2 lần nguyệt thực toàn phần mỗi năm. Vào năm 2038 có thể sẽ có đến 4 lần nguyệt thực như vậy. Mỗi lần nguyệt thực có thể kéo dài tới 108 phút. Nhưng điều này rất hiếm và lần gần nhất mặt trăng máu xảy ra lâu như vậy là vào năm 2000. Nhiều năm về trước, mọi người không biết quá nhiều điều về vệ tinh này và cảnh tượng mặt trăng đỏ khiến họ sợ hãi. Đó là một điểm xấu và sẽ mang đến những bất trắc. Các cá nhân biết rõ thời điểm nguyệt thực xảy ra có thể tận dụng nó. Ví dụ như Christopher Columbus có một niên giám thiên văn và biết khi nào lần nguyệt thực tiếp theo sẽ xảy ra. Ông khiến cư dân trên các hòn đảo Caribe hoảng sợ khi tiên đoán đúng về mặt trăng đỏ. Xưa kia, mặt trăng từng là một quả cầu dung nham màu đỏ. Điều đó xảy ra đã từ rất lâu, khoảng 4,5 tỷ năm trước. Đây là hệ mặt trời của chúng ta, nó đầy bụi và các tiểu hành tinh. Chúng liên tục va vào nhau, như thể đang chơi bia không gian vậy. Đây là trái đất, nó chỉ mới bắt đầu nguội đi sau những tác động liên tục của các tiểu hành tinh và sao chổi. Nhưng sau đó Theia xuất hiện. Hành tinh có kích thước bằng sao hỏa với quỹ đạo hỗn loạn này đang tiến đến trái đất theo đường xoắn ốc. Một vụ va chạm là điều tất yếu. Và đến một lúc, cuộc đụng độ lớn nhất nhì hệ mặt trời đã xảy ra. Theia va chạm với trái đất theo một góc nghiêng. Nó xé toạc một phần vỏ trái đất và đẩy chúng vào không gian. Còn trái đất cũng hấp thụ một phần của hành tinh đã đâm vào nó. Các mảnh vỡ từ vũ trụ va chạm đã bay qua trái đất trong một thời gian dài. Nó giống như một vành đai, tương tự cách vành đai của sao thổ. Những mảnh vỡ nằm trên quỹ đạo va chạm với nhau và dồn lại xung quanh một trọng tâm. Đó là cách mặt trăng của trái đất hình thành. Có giả thuyết cho rằng vụ va chạm này đã giúp sự sống trên hành tinh chúng ta sinh sôi nảy nở. Theia va vào trái đất một góc hoàn hảo. Nếu vụ va chạm xảy ra trực diện, thì cả hai hành tinh có thể đã tan tành trong một vụ nổ lớn. Nếu đó là một vụ va chạm tiếp tuyến, thì sẽ không có đủ mảnh vỡ trong quỹ đạo của trái đất để hình thành nên mặt trăng. Nhưng tấm vé trúng thưởng đã nằm trong tay chúng ta. Mặt trăng giúp chuyển động quay của trái đất ổn định. Vụ va chạm làm vỡ lớp vỏ rắn của hành tinh và cho phép hình thành các đại dương. Bạn còn nhớ không? Nước chính là cội nguồn của sự sống. Khi lõi của trái đất và Theia hợp nhất, từ quyển mạnh hình thành. Từ quyển đã và đang bảo vệ các sinh vật sống khỏi bức xạ mặt trời. Mặt trăng cùng với mặt trời điều khiển thủy triều. Lực hấp dẫn của mặt trăng dường như hút nước từ bề mặt trái đất về phía nó. Mặt trời cũng làm điều tương tự. Nghĩa là nếu tưởng tượng rằng trái đất giống như một quả bóng nước thì ta sẽ có hai ngọn núi, một ở phía mặt trăng và một ở phía mặt trời. Và khi mặt trăng di chuyển quanh trái đất, núi nước này cũng di chuyển theo. Nếu đứng ở ngoài khơi và cầm thước lên đo thì bạn sẽ thấy rằng mặt trăng đang hút nước lên khoảng 10-15 cm. Mặt trăng được khóa hấp dẫn với trái đất. Đó là lý do tại sao một mặt của nó luôn hướng về chúng ta, giống như sao thủy và mặt trời. Nhưng mặt trăng không đứng yên. Nó đang dần di chuyển ra xa trái đất, xấp xỉ 4 cm mỗi năm. Không quá nhanh, nhưng trong vòng 600 triệu năm nữa,
mặt trăng sẽ nhỏ đến mức chúng ta chẳng thể chiêm ngưỡng nguyệt thực nữa. Bạn có thấy miệng núi lửa này không? Đó là Tycho. Bạn có thể nhìn thấy nó khi trăng tròn vì những tia sáng kéo dài hàng nghìn dặm từ tâm trấn của nó. Đây là miệng núi lửa trẻ nhất mặt trăng. Các nhà khoa học cho biết nó xuất hiện là do một vụ va chạm với thiên thạch khoảng 109 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, khủng long đang lang thang trên trái đất và có thể chúng cũng nhìn thấy vụ va chạm. Khả năng cao là nó đi kèm với một vụ nổ lớn và trông giống như một màn pháo hoa giữa bầu trời đêm. Con người thích khám phá mặt trăng. Chúng ta đã gửi hàng loạt các sứ mạng đến đó. Tổng cộng có 12 người đã đặt chân trên bề mặt trăng. Lực hấp dẫn tại thiên thể này thấp hơn ở trái đất 6 lần. Vì vậy, nếu một người trung bình nặng khoảng 80kg trên trái đất thì tại bề mặt mặt trăng, chiếc cân sẽ chỉ hiển thị 13kg, tương đương trọng lượng của một chú chó trung bình. Đó là lý do tại sao các phi hành gia di chuyển, nhảy và rơi xuống một cách kỳ lạ tại đây. Và bạn sẽ mạnh hơn 6 lần khi ở trên mặt trăng. Trên trái đất, một người trung bình có thể nâng khoảng 60kg. Nhưng ở mặt trăng, bạn có thể nâng một chiếc mô tô lớn hoặc một con gấu xám. Bề mặt của mặt trăng được bao phủ bởi tầng phong hóa. Đó là một lớp bụi mặt trăng đang bao phủ mặt đất rắn. Loại bụi này rất hữu ích trong việc giữ lại dấu chân. Đây là dấu chân nổi tiếng nhất, thứ đã sinh ra rất nhiều giả thuyết điên rồ. Dấu chân đó đây, bên cạnh là chiếc giày đã tạo ra nó. Nhưng mà, đế giày hoàn toàn phẳng. Lời giải thích vô cùng đơn giản thôi, các phi hành gia mang thêm ủng để đi bộ trên mặt trăng. Họ mang đúng loại đế đã để lại những dấu vết này. Ngoài các dấu chân, chúng ta còn để lại nhiều đồ vật hấp dẫn ở đó. Vài con tàu thám hiểm mặt trăng, một quả bóng gôn, cờ và chất thải của con người. Ngoài ra còn có rất nhiều vệ tinh và các bộ phận bị hỏng của tên lửa. Tổng cộng có khoảng 187.000kg vật thể nhân tạo ở đó. Cân nặng này tương đương trọng lượng của 3 chiếc máy bay dân dụng hoặc 31 con voi trưởng thành. Trong tương lai, chúng ta có kế hoạch tiếp tục các sứ mệnh trên mặt trăng. Những tàu thăm dò mới sẽ khám phá bề mặt của vệ tinh này để tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đây cũng là một nơi tuyệt vời để thử nghiệm xe tự vận hành mới. Chúng ta thậm chí còn định xây dựng một công trình giống như trạm vũ trụ quốc tế trên quỹ đạo của mặt trăng hay Lunar Orbital Platform Gateway. Nó sẽ là một bệ đỡ thuận tiện dành cho hoạt động khám phá mặt trăng, cũng như việc phóng tàu vũ trụ vào không gian xa xôi. Nếu bắt đầu đi từ đây thì tàu vũ trụ sẽ không cần tiêu tốn gần như toàn bộ nhiên liệu để vượt qua lực hấp dẫn của trái đất. Vì vậy, một trạm như thế sẽ tiết kiệm nhiên liệu và tiền bạc. Các nhà khoa học hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể khai thác nước từ mặt trăng. Người ta đã chứng minh được rằng có băng tại đây, chủ yếu là ở đáy của các miệng núi lửa, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới. Có lẽ chúng ta sẽ cử một máy bay thám hiểm có thể khoan xuống bề mặt khoảng vài mét để tìm kiếm nước. Con người đã có công nghệ để xây dựng một nơi định cư hoàn chỉnh ở đó. Sẽ mất tận 3 ngày để đến được mặt trăng. Chúng ta chỉ cần đưa đủ các tấm pin mặt trời và vật liệu xây dựng lên thiên thể này mà thôi. Ở đây không có bầu khí quyển. Vì vậy, những cư dân tương lai trên mặt trăng sẽ không được bảo vệ trước bức xạ mặt trời. Chúng ta phải xây dựng những ngôi nhà dưới lòng đất để bảo vệ bản thân. Máy in 3D hiện đại sẽ giúp việc thi công trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, thực phẩm và nước chỉ có thể được duy trì nhờ những nguồn cung liên tục đến từ trái đất. Oxy cũng vậy. Mỗi vụ phóng tên lửa tiêu tốn hàng triệu đô la. Vì vậy hiện tại, việc di dân đến mặt trăng vẫn đang được thảo luận. Mặt trăng cũng có thể trở thành một địa điểm du lịch vũ trụ. Hãy tưởng tượng nhé. Có một con tàu vũ trụ phóng từ trái đất. Sau 3 ngày du hành, giờ đây bạn đang trong quỹ đạo của mặt trăng. Khoang mặt trăng tách rời và rồi bạn hạ cánh trên mặt đất. Bạn lái xe thám hiểm, khám phá các miệng núi lửa, sau đó quay trở lại tàu không gian. Động cơ khởi động và tàu đưa bạn trở lại quỹ đạo. Bạn cập bến rồi trở về trái đất. Đây đúng là một kế hoạch tuyệt vời đối với những kỳ nghỉ kéo dài một tuần nhỉ? Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ giải đáp một số lời đồn thường thấy về vũ trụ. Cùng nhảy lên chuyến tàu con thoi tiếp theo và khám phá những câu chuyện này một lần và mãi mãi nào. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bay lơ lửng trong không gian, nhấm một tách sô-cô-la nóng ngon lành và rồi một suy nghĩ lạ lẫm xuất hiện trong đầu bạn. Liệu bạn có thể hét lên ngoài không gian không? Và nếu được thì liệu có ai nghe thấy tiếng hét đấy không?
Nếu bạn đã xem bộ phim Alien thì hẳn là bạn biết câu trả lời rồi. Bạn không thể nghe thấy gì ngoài không gian. Không phải là do âm thanh không tồn tại, mà đơn giản là bạn không thể nghe thấy chúng. Không ai có thể giải đáp lời đồ này tốt hơn Chris Hadfield cả. Ông đã thực hiện một số chuyến đi bộ trong không gian với tư cách là một nhà du hành vũ trụ. Và khi ở trong màn đêm của không gian, bạn không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Mọi thứ đều im lặng và vô cùng tĩnh mịch. Nhưng đằng kia chính là một quả cầu lửa khổng lồ, hay còn gọi là mặt trời. Chúng ta không thể nghe được các vụ nổ vì không có môi trường để âm thanh truyền qua. Tuy nhiên, đối với một nhà du hành vũ trụ thì mọi thứ sẽ rất khó chịu nếu họ có thể nghe được đủ loại tiếng ồn trong không gian. Giờ hãy tưởng tượng rằng bạn đang di chuyển trong không gian như một siêu anh hùng của tương lai. Và rồi một ngôi sao băng lướt qua bên cạnh bạn. Nhưng đợi đã, đó có thật là một ngôi sao không? Đáng tiếc là sao băng không phải sao. Chúng là những hòn đá nhỏ trong không gian, được gọi là thiên thạch. Chúng đi vào tầng khí quyển của trái đất và tạo ra một buổi biểu diễn ánh sáng tuyệt đẹp. À, và vì chúng ta đang giải đáp các lời đồn nên hãy đi thẳng vào một câu chuyện khác nhé. Có thể bạn nghĩ rằng rất hiếm khi sao băng va vào trái đất như là lần khiến cho khủng long tuyệt chủng. Nhưng điều đó không đúng. Các nhà khoa học ước tính rằng có khoảng 48 tấn thiên thạch rơi xuống trái đất mỗi ngày. Nhưng gần như toàn bộ đều bị bay hơi trong khí quyển của trái đất. Cái đuôi sáng rực mà chúng ta thấy trên bầu trời đêm chính là thứ chúng ta thường gọi là sao băng. Lần sau khi bạn cầu nguyện dưới ánh sao băng thì hãy nhớ rằng bạn đang đặt niềm tin vào một mảnh vụn không gian nhỏ bé. Nó không lãng mạn như bạn nghĩ đâu. Chúng ta có thể bay vào tầng bình lưu bằng khinh khí cầu không? Rõ ràng là có. Tầng bình lưu của trái đất bắt đầu tương đối gần mặt đất. Nó cách mặt đất khoảng 11 đến 12 km, nhưng nó có chiều cao khá lớn. Nếu bạn định tự mình bay lên tận tầng bình lưu bằng khinh khí cầu thì chỉ cần đảm bảo rằng bạn có các trang thiết bị chất lượng cao. Bạn sẽ cần một bộ đồ đặc biệt và một số thiết bị để hô hấp vì không khí sẽ mỏng dần khi bạn bay cao hơn. Tất nhiên, nếu bay đến tận đó thì bạn cần chụp lại một bức ảnh trái đất cong. Vì vậy, hãy mang theo một bộ dây đeo trước ngực để gắn camera. Và bạn nghĩ sao về việc truyền hình trực tiếp toàn bộ cuộc hành trình? Bạn sẽ là người đầu tiên đấy. Hãy tưởng tượng rằng bạn rời xa trái đất đã 102 ngày. Bạn đã thích nghi tốt với cuộc sống ngoài không gian. Nhưng có một điều kỳ lạ đang xảy ra với cơ thể bạn. Bạn cao lên. Sao điều đó có thể xảy ra chứ? Đừng lo lắng, chuyện này là hoàn toàn bình thường. Sự thật đó là bạn không cao lên. Đây là điều xảy ra với cơ thể bạn khi không có tác động của trọng lực. Cơ thể chúng ta có các khoảng trống tự nhiên giữa đốt sống và khớp. Trên trái đất, khoảng trống này gần như bị nén lại hoàn toàn do sức ép của trọng lực. Nhưng trong không gian, cơ thể bạn không bị trọng lực đè nén và bắt đầu kéo giãn ngày càng nhiều hơn. Nên vâng, đúng là các nhà du hành vũ trụ có thể cao lên đến 3% khi họ tham gia các nhiệm vụ dài ngày. Và đây là một điều rất thú vị. NASA đã lường trước điều đó khi thiết kế các bộ đồ không gian. Như vậy, những nhà du hành vũ trụ luôn có thêm không gian bên trong trang phục của họ. Khi các nhà du hành trở lại trái đất, tác động chống trọng lực sẽ mất đi. Vì vậy, có lẽ họ sẽ phải mặc quần cộc vài ngày trước khi nó vừa vặn với cơ thể của họ lần nữa. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện cửa máy bay mở tung giữa chuyến bay và các hành khách bị hút vào không khí như những cái lồng vũ. Tôi đoán rằng hầu hết các bạn cũng từng nghĩ đến chuyện tương tự khi lên máy bay. Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu điều này xảy ra ngoài không gian nhé. Kiến thức thường thức cho rằng nếu một nhà du hành vũ trụ bị hút ra khỏi một khoang chốt gió thì người này sẽ cháy thành than. Hãy chuẩn bị tinh thần vì lời đồn này không chỉ thật mà thực tế còn tệ hơn nhiều. Theo lời của nhà du hành vũ trụ Chris Hadfield thì đây là những gì sẽ xảy ra. Phần cơ thể không tiếp xúc ánh nắng mặt trời sẽ trải qua mức nhiệt âm 250 độ C. Trong khi phần cơ thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ bị đốt cháy bằng mức nhiệt độ 250 độ C. Phổi của bạn sẽ bị hư tổn hoàn toàn, còn máu thì sôi lên như trà. Vì vậy, bạn sẽ bị cháy, đóng băng, mất khả năng hô hấp và sôi sùng sục. Trời ạ! Bạn đã từng nghe về việc các phi hành gia phải tập thể dục liên tục mỗi ngày, nếu không họ sẽ bị ngất xỉu sao? Đây chỉ là một lời đồn vô căn cứ mà thôi. Bạn còn nhớ chúng ta đã nói về trọng lực không? Do không gian không có trọng lực nên cơ thể không phải làm việc nặng. Thân trên của chúng ta không phải nâng đỡ trọng lực của đầu. Và chúng ta không cần di chuyển chân vì về cơ bản chúng ta không phải đi bộ ngoài không gian. Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ phải sống như vậy trong 6 tháng hoặc thậm chí là cả một năm cuộc đời. Cơ bắp của bạn có thể biến thành rau câu. Và đó là lý do tại sao các nhà du hành vũ trụ tập thể dục. Họ sẽ buộc chặt cơ thể và chạy trên máy chạy bộ.
hoặc họ sẽ tập thể dục với một thiết bị đặc biệt. Như vậy, cơ bắp của họ sẽ không cảm nhận được sự thiếu trọng lực nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ cần duy trì đủ nước trong cơ thể. Bạn biết đấy, nếu là một nhà du hành vũ trụ, tôi sẽ hỏi NASA xem mình có thể mang theo bình nước siêu mềm lên không gian không. Bạn có thể đã từng nghe rằng không gian có mùi giống như thịt cháy hoặc nước sốt barbecue. Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lời đồn này khá là đúng. Rõ ràng là các nhà du hành vũ trụ không thể ngửi được mùi của không gian vì họ không thể cởi mũ bảo hiểm. Thường thì họ có thể ngửi được mùi này khi một phương tiện vũ trụ cập cảng và họ cần mở cửa. Dường như nguyên nhân gây ra mùi hương này là sự hiện diện của hydrocarbon lơ lửng trong không gian. Ai mà ngờ được nhỉ? Này, những khán giả thông minh, cho tôi hỏi một câu nhé. Bạn có thực sự tin rằng nếu các du hành gia bay với tốc độ ánh sáng thì họ sẽ không già đi một giây nào? Tôi biết bạn sẽ trả lời không. Hãy làm rõ một số điều. Trước hết, chúng ta chưa tìm ra cách vận hành phương tiện có tốc độ ánh sáng. Điều này đòi hỏi năng lượng khổng lồ và chúng ta vẫn chưa có công nghệ để làm thế. Thứ hai, ngay cả khi chúng ta thành công trong việc đưa con người lên phi thuyền và di chuyển với tốc độ ánh sáng, thì người đó vẫn sẽ già đi. Họ sẽ già đi, nhưng không giống như những người sống tại trái đất. Tuy nhiên, họ vẫn già. Bạn có tin rằng có thứ gọi là bất tử không? Không đâu. Nếu đã xem Avatar 1, thì chắc chắn các bạn nhớ là con người có thể đến được Pandora là nhờ du hành trong tình trạng giấc ngủ đông. Nói cách khác, họ đông lạnh cơ thể, ngủ đông trong giường đông lạnh và di chuyển hàng năm trời mà không già đi. Đúng, điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn chưa có công nghệ để làm thế. Cơ thể chúng ta chủ yếu được tạo thành từ nước, phải không nào? Và khi đông đá, nước sẽ nở ra. Đó là lý do tại sao bạn không nên để nước ngọt trong tủ đông. Hiện tại, nếu chúng ta đông lạnh cơ thể của ai đó, nước bên trong sẽ nở ra. Điều này sẽ khiến mô và các cơ quan bị hư hỏng. Vì vậy, chúng ta không thể ngủ đông để du hành sao? Ít nhất là chưa được. Đây là một ý tưởng điên rồ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một nhà du hành vũ trụ mang theo drone khi đi bộ trong không gian? Có khi nào nó sẽ đóng băng và cháy như con người nếu ra ngoài không gian và không mặc đồ bảo hộ không? Houston, chúng tôi có tin tốt. Một nhóm người được chọn đang được phỏng vấn để tham gia kỳ nghỉ thương mại đầu tiên ngoài vũ trụ. Cơ quan vũ trụ yêu cầu bạn trả lời một bảng hỏi khảo sát. Bạn muốn biết những gì bạn sẽ mang theo trong cuộc phiêu lưu ra ngoài không gian này. Bạn có thể là một trong những người được chọn tùy vào câu trả lời của mình. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem danh sách đó nhé. Butchie, tôi đoán là mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ về nó, nhưng điều này hoàn toàn hợp lý. Có một giai thoại rằng Hoa Kỳ đã chi hàng triệu đô la khi tìm cách thiết kế một loại bút dùng được trong không gian. Bạn biết đấy, vì thiếu trọng lực là một yếu tố đáng kể, ý tôi là không thể tránh khỏi. Khi sống ngoài vũ trụ, bút thông thường sẽ không thể viết được, mực sẽ không chảy xuống như ở đây trên trái đất. Hóa ra, Butchie làm được điều này. Khi mang theo Butchie, bạn có thể chơi câu đố chữ với những hành khách du lịch không gian khác, hoặc thậm chí cho ra đời một vài bức vẽ về cuộc phiêu lưu của bạn. Tất nhiên, bạn sẽ không bao giờ quên mang theo bàn chải đánh răng. Theo các phi hành gia kỳ cựu, bàn chải đánh răng rất đơn giản nhưng vừa đủ cho không gian. Nếu bạn bóp một chai nước bên trong tàu vũ trụ, các phân tử nước sẽ trôi nổi xung quanh thành những bong bóng nhỏ. Nhưng nếu bạn làm ướt bàn chải đánh răng, nó sẽ giữ nước trong đó một cách tự nhiên, giữ ẩm cho bàn chải để bạn quẹt thêm kem đánh răng lên đó. Tôi định nói những đôi tất hài hước. Thật vui vì bạn đã nhận ra điều đó trước tôi. Có hai thứ đáng nói ở đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ không đi bộ nhiều trong không gian. Chân mọi người sẽ chẳng hề chạm xuống nền nhiều đâu. Và thứ hai, không gian không phải là nơi tốt nhất để thể hiện phong cách thời trang của bạn. Các phi hành gia thường sử dụng các trang phục đặc biệt khi ở trên đó. Và với tư cách là người đi nghỉ trong không gian, bạn cũng phải làm giống họ. Những đôi tất sẽ giữ ấm cho đôi chân của bạn, nhưng chúng cũng nói lên sở thích thời trang nữa. Có thể một ngày nào đó, bạn sẽ đi đôi tất có hình mặt cười, còn một ngày khác sẽ là đôi có hình Grinch. Tất nhiên, tất khá hữu ích trên con tàu. Chúng sẽ giúp bạn trượt qua mọi thứ dễ dàng hơn. Lần tới, khi bạn đến cửa hàng tiện lợi, tôi sẽ nhớ mua một ít khăn ướt cho chuyến du hành vũ trụ của bạn. Đây là món đồ yêu thích của những người du hành vũ trụ giàu kinh nghiệm. Và thậm chí, không phải NASA phát minh ra chúng, phải không? Vì nước là thứ cấm kỵ bên trong tàu vũ trụ, nên lựa chọn tốt nhất là khăn ướt. Tốt hơn nữa nếu chúng có mùi thơm. Các phi hành gia thậm chí còn sử dụng nhiều loại khăn ướt khác nhau. Họ mua những loại khăn nước khử trùng và khăn ướt để sử dụng cho cơ thể mình. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn biết cách phân biệt giữa chúng khi bạn ở trên đó.
Có một huyền thoại phổ biến nói rằng NASA đã phát minh ra băng dính gai Velcro. Nhưng sự thật là chúng ta có xu hướng nghĩ rằng mọi thứ được sử dụng trong không gian đều do NASA phát minh ra để phục vụ một mục đích rất thông minh và cụ thể nào đó. Điều này không đúng. Băng dính gai được một công ty Thụy Sĩ phát minh ra vào những năm 1950 vì những lý do rất đời thường. Các nhà du hành vũ trụ sử dụng nó vì nó giống như công cụ chống lại trọng lực. Tất nhiên, chúng không làm trọng lực biến mất, nhưng bạn có thể dán băng dính gai vào những vật dụng hàng ngày, sau đó dán chúng lên những dải băng đã được gắn vào thành tàu vũ trụ. Đây là một hệ thống rất thông minh, nhưng tốt nhất là dùng cặp băng dính gai của riêng bạn, phải không? Nếu bạn dành thời gian dài ở ngoài vũ trụ, những bức ảnh quê nhà có thể hữu ích. Dù vậy, bạn cần lựa chọn thật thông thái. Vì tàu vũ trụ không quá lớn nên những người còn lại trên tàu sẽ biết bạn mang theo những bức ảnh nào. Tốt nhất bạn nên giữ tấm áp phích in hình Harry Styles trong phòng ngủ ở trái đất, đúng không? Hãy chỉ mang theo những hình của những người thân yêu của bạn thôi. Hình như tôi nghe thấy từ pizza. Một phần quan trọng khi đi du lịch và khám phá những địa điểm mới là nếm thử những hương vị thức ăn khác nhau. Trong không gian vũ trụ ngoài kia, điều đó phức tạp hơn một chút. Nhưng này, ít nhất bạn có thể mang theo một ít bánh pizza. Chà, thực ra nó phải được vận chuyển bằng một con tàu chở hàng. Bằng cách này, mọi thứ sẽ tươi và có thể ăn ngay. Đây không phải là lần đầu tiên những người trong không gian thử ăn đồ ăn vặt của trái đất. Một số phi hành gia thậm chí đã ăn bánh crepe và xúc xích. Có lẽ phần hay nhất của bữa tiệc pizza này là thức ăn của bạn có thể trôi nổi. Giờ thì đây chẳng phải là cách siêu hay ho để thưởng thức một số món ngon của trái đất sao? Tôi hiểu mong muốn được mang theo một chiếc bồn cầu trong chuyến du hành vũ trụ này của bạn, nhưng điều đó gần như là không thể. Ý tôi là, tôi hiểu lý do đằng sau. Một số người gắn bó với nhà vệ sinh trong nhà mình. Và một nhà vệ sinh không gian không phải là trải nghiệm lý tưởng. Nhưng NASA đã và đang cải thiện hệ thống nhà vệ sinh của họ, và đó là phiên bản tốt nhất trong nhiều năm qua. Đó thực sự là điều cần làm. Đây cũng là thứ mà tôi sẽ mang theo, một chiếc máy tính xách tay. Nhưng có thể bạn sẽ hỏi, nó sẽ làm được gì trong không gian vũ trụ? Rõ ràng, có Internet trên khắp trạm vũ trụ quốc tế. Vì vậy, ngay cả khi bạn không dành phần lớn thời gian trong chuyến đi của mình tại ISS, bạn vẫn có thể thưởng thức một số chương trình Netflix vào những ngày bạn ở đó. Có Internet trên khắp ISS, nghe điên rồ nhỉ? Và nói về giải trí, tôi thích việc bạn sẽ mang theo yo-yo. Tôi không chắc nó sẽ hoạt động như thế nào trong không gian, vì không có lực hấp dẫn để đẩy nó qua lại. Nhưng thật tuyệt khi xem yo-yo phản ứng như thế nào trong môi trường không trọng lực. Tôi thích trò chơi ghép hình. Nó chắc chắn sẽ có trong danh sách đồ mà tôi mang theo. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng chơi ghép hình, trong khi các hình ghép luôn lơ lửng trong không trung. Có lẽ bạn sẽ phải tạo ra một hệ thống để tránh các mảnh lẻ trôi nổi vô định trong tàu vũ trụ. Nhưng hãy tưởng tượng, sau khi bạn hoàn thành bức tranh ghép hình con rùa đó, nó sẽ trông giống như con rùa đang bơi xung quanh tàu vậy. Bạn không thể đóng gói cửa sổ, nhưng chúng chắc chắn là một phần quan trọng của cuộc sống ngoài vũ trụ. Hãy ghi nhớ một số quy tắc của chuyến đi. Mỗi du khách sẽ có cơ hội thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian trong chuyến đi. Con số này đã rất lớn rồi. Hãy coi như bạn là người may mắn. Một số phi hành gia ưu tú chỉ được thực hiện một lần đi bộ ngoài không gian trong suốt sự nghiệp của họ. Đó là vì các chuyến đi bộ ngoài không gian rất rủi ro và người thực hiện cần được đào tạo rất nhiều. Nhưng bạn sẽ được đào tạo khi lên đó. Vấn đề là tất cả những ngày khác bạn sẽ bị mắc kẹt bên trong một chiếc hộp trôi nổi. Thế nên sẽ có rất nhiều cửa sổ. Chúng sẽ nhắc nhở rằng bạn đang ở đâu. Chúng cũng giúp bạn có được một số góc nhìn về không gian và trái đất. Tất nhiên, bạn nên mang theo máy ảnh của riêng mình. Trải nghiệm này chỉ có một lần trong đời, phải không? Chỉ cần đảm bảo rằng máy ảnh hoạt động bên trong tàu vũ trụ hoặc ISS và mọi thứ đều sẵn sàng. Cà phê. Đừng lo lắng, bạn không cần phải mang cà phê của riêng mình. Tận đến gần đây, các phi hành gia chỉ được uống những tách cà phê uống liền khi ở trong không gian. Nhưng bạn thật may mắn vì các chuyên gia cà phê đã giải quyết vấn đề này rồi. Ngày nay, chúng ta có máy ISS Espresso. Bản thân chiếc máy này có kích thước tương tự như máy pha cà phê Espresso của Earthling. Nhưng để uống được, các nhà du hành vũ trụ phải sử dụng cốc uống cà phê không trọng lực cùng với ống hút. Nếu bạn thử uống nó thường xuyên, bạn sẽ không bị cà phê nóng bắn vào mặt nữa. Thay vào đó, cà phê sẽ luôn ở đáy cốc. Tôi phải nói rằng tôi thực sự yêu thích phát minh này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng,
tại sao bạn không mang theo cây đàn guitar của mình? Tôi thấy bạn đang thiếu mất một nhạc cụ. Nếu đây là một chuyến bay thông thường, bạn có thể phải trả thêm tiền cho hành lý. Nhưng vì giá vé đã bao gồm tất cả, đừng ngại và hãy mang theo cây đàn guitar của bạn. Các phi hành gia như Chris Hadfield đều mang theo nhạc cụ của họ khi họ ở trong không gian. Anh ấy thậm chí còn trở nên nổi tiếng khi chơi Space Oddity của Bowie. Đến mức chính Bowie nói với anh ấy rằng mình đã sống theo phiên bản của Chris. Nhạc cụ giúp giết thời gian, nhưng cũng rất hữu ích cho hoạt động giao tiếp xã hội. Bạn có thể tưởng tượng một ngọn lửa giả xảy ra trong không gian trống không? Tôi có thể, và trông nó rất tuyệt. Chà, tôi nghĩ bạn đã sẵn sàng để khởi hành rồi. Cá nhân tôi sẽ gọi cho NASA và yêu cầu họ chọn bạn làm một trong những nhà du khách vũ trụ may mắn. Bạn thân mến, hẹn gặp lại ngoài không gian nhé! Bạn đã bao giờ nghe về ngôi sao kim cương có thể khiến mọi tài sản trên trái đất trở thành vô nghĩa chưa? Hay những ngôi sao lung linh với bề mặt bằng sắt cứng? Vậy hãy cùng tìm hiểu về những ngôi sao kỳ lạ ấy và thử giải mã bí ẩn của chúng nhé! Chòm sao Centaurus có ngôi sao với tên gọi Lucy in the Sky with Diamonds. Vâng, nó được đặt tên theo một bài hát của Beatles. Người ta phát hiện ra rằng ở tâm ngôi sao này là một viên kim cương khổng lồ. Chắc bạn đang thắc mắc rằng nó to đến nhường nào nhỉ? Nó được ước tính là khoảng 10 tỷ 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 carat, đó là con số bao gồm 1 số 1 và 34 số 0 theo sau. Để so sánh thì viên kim cương Hy vọng, một trong những viên kim cương lớn nhất trên trái đất, chỉ nặng 45,5 carat. Bạn có thể tưởng tượng được kích thước của chiếc nhẫn dùng để đính viên kim cương này lên không? Nó còn có khối lượng tương đương mặt trời của chúng ta. Nhưng đừng mơ mộng về khả năng sở hữu viên kim cương này. Dù cho bạn là Jeff Bezos thì bạn cũng không thể mua được nó. Theo Ronald Winston, CEO đến từ tập đoàn Harry Winston, thì viên kim cương này lớn đến mức có thể làm giá trị của thị trường sụt giảm. Vậy nên, bạn phải chấp nhận một chiếc nhẫn kim cương nhỏ hơn thế nhiều. Còn một điều thú vị nữa về ngôi sao Lucy in the Sky with Diamonds, đó là nó cực kỳ đặc. Trên thực tế, nó có khối lượng của mặt trời, nhưng lại gói gọn trong một vật thể có đường kính bằng 1/3 trái đất. Điều này giống như nhét một con voi vào hộp giày vậy. Tuy nhiên, dù có kích thước khổng lồ nhưng nó lại khá lạnh, với nhiệt độ lõi chỉ khoảng 6.648 độ C. Còn nhiệt độ tại lõi của mặt trời là 14.999.982 độ C. Kể từ khi phát hiện ra Lucy in the Sky with Diamonds, người ta cũng tìm thấy một số ngôi sao tinh thể khác, vài ngôi sao có lõi kim cương với kích thước bằng trái đất. Điều này chỉ ra rằng vũ trụ chứa đầy những bất ngờ và bạn không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy loại kho báu gì tại khoảng không rộng lớn ấy. Và đến nay, nó không phải là ngôi sao kỳ lạ duy nhất mà chúng ta đã tìm được. Không gian có rất nhiều thứ lạ lùng và khó giải thích. Ví dụ như Vega. Vega còn được gọi là Alpha Lyrae. Đây là một ngôi sao sáng nằm trong chòm Lyra. Nó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm và dễ quan sát bằng mắt thường từ phần lớn các khu vực trên thế giới. Nhìn chung, Vega giống như một ngôi sao sáng, xinh đẹp đối với cư dân tại bán cầu Bắc. Nhưng chúng ta không hề biết rằng nó đang ẩn giấu một bí mật. Thực ra, nó đang bị nén lại. Bạn có thể thấy tốc độ quay cực nhanh của Vega khiến nó phồng ra tại xích đạo, giống như một cái bụng bia vậy. Nó quay hết một vòng trong khoảng 12,5 giờ, khá nhanh đối với một ngôi sao, và nó ném vật chất đi xung quanh eo của nó. Nó giống như đang lắc vòng vậy. Vật chất cách xa lõi của ngôi sao hơn, do đó nó ít bị trọng lực tác động. Vì vậy nó lạnh và tối tăm, dẫn tới hiệu ứng trọng lực tối. Vì vậy về cơ bản, Vega là cơn ác mộng của những chuyên gia thể dục ngoài vũ trụ. Mặc dù với dân mê ngắm sao thì nó trông vẫn tròn vì chúng ta đang nhìn từ cực của trái đất. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc khác, chúng ta sẽ thấy một quang cảnh rất khác. Nó sẽ khiến chúng ta thắc mắc rằng liệu Vega có đang lén ăn bánh donut vũ trụ không? Dù chúng ta hay đùa về vòng eo to bự ở xích đạo của Vega,
thì cũng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một trong những ngôi sao sáng và thú vị nhất trong dải ngân hà. Nhưng nếu bạn thích tìm hiểu về một thứ còn sáng hơn nữa, thì cùng ngó qua siêu tân tinh nhé! Siêu tân tinh là những vụ nổ vũ trụ khổng lồ xảy ra khi các ngôi sao sắp tàn đời. Nó giống như màn pháo hoa cuối cùng trong một buổi trình diễn nhưng có quy mô vũ trụ. Trong vài giây, chúng phóng ra nhiều năng lượng hơn số năng lượng mà mặt trời của chúng ta tạo ra cả đời. Và đó chính là điều đã xảy ra với ngôi sao tiếp theo của chúng ta. Thiên thể này có một tên gọi kỳ quặc là IPFT-14HLS. Nhưng còn một điều lạ lùng nữa. Đây không phải một siêu tân tinh bình thường. Dù ngôi sao này nổ tung vào năm 2014 và đã bắt đầu phai mờ như các ngôi sao khác, nhưng gần đây nó trở lại và phát sáng một lần nữa. Đúng là ấn tượng. Và nếu điều đó chưa đủ thì nghe này. Vật thể ấy đã mờ đi và sáng lên ít nhất 5 lần, giống như một con yo-yo vậy. Cứ như thể ngôi sao ấy không thể quyết định được liệu nó muốn sáng luôn hay là nhạt nhòa theo màn đêm. Ngoài ra, khi các nhà khoa học đo phổ của siêu tân tinh này, họ phát hiện ra rằng nó phát triển chậm hơn các ngôi sao khác 10 lần. Có lẽ siêu tân tinh ấy đang tận hưởng những năm tháng vàng son của mình. Nói chung thì vật thể này đúng là một bí ẩn. Nhưng nó không phải là ngôi sao duy nhất mắc chứng 2 trong 1. Ban đầu, Mai Camelopardalis trông giống một ngôi sao bình thường. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học kết luận rằng nó là một hệ gồm 2 ngôi sao. Hai thiên thể này đang quay quanh nhau với tốc độ hơn 965.606 km/h. Đó là một hệ sao đôi liên kết hay những ngôi sao nằm gần nhau đến mức dùng chung một lớp vỏ. Nói cách khác, chúng ở gần đến nỗi có thể hôn nhau đấy. Cặp Romeo và Juliet này là một trong những hệ sao đôi có khối lượng lớn nhất từng được biết đến. Mỗi ngôi sao nặng từ 32 đến 38 trọng lượng mặt trời. Các nhà thiên văn cũng nghĩ rằng chúng sắp sáp nhập, nghĩa là đến một ngày chúng sẽ kết hợp lại thành một siêu sao khổng lồ. Wow, ai ngờ vũ trụ lại lãng mạn đến thế cơ chứ. Tiếp theo tôi xin giới thiệu một cái tên dài dòng nữa, HD140283 hay sao Methuselah. Ngôi sao nhỏ trong chòm sao Libra này đã tồn tại trong một thời gian dài. Nói chính xác hơn thì đó là một khoảng thời gian cực dài. Trước đây, các nhà khoa học nghĩ rằng nó tồn tại trước cả vũ trụ. Hãy tưởng tượng nếu điều đó là sự thật nào. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng nó tồn tại khoảng 14,8 tỷ năm, cùng thời với vũ trụ của chúng ta. Nhưng nghe vẫn rất ấn tượng nhỉ? Ngôi sao này già đến nỗi nó có thể nhớ ra thuở vũ trụ còn thơ. Tuy vậy, cuộc sống của ngôi sao này vẫn còn đó. Nó đang bắt đầu nở ra thành một ngôi sao khổng lồ đỏ. Ngôi sao này già gân thật đấy. Và trong khi những kiến thức trên khá là dễ hiểu, thì tại sao các nhà khoa học lại đặt cho một ngôi sao nọ cái tên sao cái gì vậy nhỉ? Tôi không đùa đâu. Trước đây nó được gọi như thế đấy. Còn bây giờ nó có tên là sao Tabby. Nó còn có một cái tên khoa học hơn nhưng hơi dài dòng. Điều kỳ lạ về ngôi sao này đó là khả năng mờ đi bất thường của nó. Nó không tỏa sáng như một ngôi sao bình thường mà nhấp nháy như ai đó bật tắt đèn pin vậy. Nó không mờ đi một chút mà tối hơn tận 22%. Vì vậy, chắc hẳn ánh sáng từ ngôi sao này không bị một hành tinh hay thiên thể nào khác chặn lại. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết cho hành vi kỳ lạ này. Từ sao chổi đến bụi vũ trụ và cả một cấu trúc siêu vật liệu ngoài trái đất. Đúng vậy. Nhưng trước khi trí tưởng tượng của bạn bay nhảy quá xa, thì hãy lưu ý rằng giải thích có lý nhất hiện tại chỉ là những đám bụi. Có lẽ ngôi sao này bị bao quanh bởi một loại đám mây bụi và đôi khi chúng ta không nhìn thấy ngôi sao nọ rõ ràng vì đám mây này. Tuy vậy, lời giải thích này vẫn chưa được xác nhận 100% và sao Tabby vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn đó là dù nó hơi kỳ lạ, nhưng vì vậy nó mới trở nên hấp dẫn.
Vậy đấy, cả nhà ạ. Chúng ta vẫn luôn sững sờ vì sự đa dạng và kỳ lạ của vũ trụ. Nơi đây có rất nhiều thứ để khám phá. Vậy nên, hãy tiếp tục tìm tòi và tiếp tục sững sờ vì những kỳ quan của vũ trụ nhé. Wow, kính viễn vọng James Webb đã được triển khai hoàn toàn. Nếu có hứng thú với thiên văn học hoặc vũ trụ, thì hẳn kính viễn vọng không gian James Webb sẽ khiến bạn cực kỳ phấn khích. Lý do là đây, trước hết nó khổng lồ. Khổng lồ đến mức nào ư? Chiếc gương chính của JWST có đường kính hơn 6,4 mét. Trước đây, kính viễn vọng không gian Hubble là con mắt lớn nhất trong vũ trụ. Nó có gương với đường kính 2m27cm. Việc đặt hai cái kính thiên văn kể trên cạnh nhau sẽ giống như đặt một con ngựa cạnh một con voi vậy. Và voi thì rõ ràng là cực lớn rồi. Có một lý do cực kỳ chính đáng để giải thích cho kích thước khổng lồ của Webb. Đó là thiết bị này không phải kính thiên văn quang học truyền thống như hầu hết những cái kính thiên văn khác. JWST là kính thiên văn hồng ngoại. Nó nhìn thấy nhiệt. Ánh sáng hồng ngoại có bước sóng dài hơn ánh sáng hữu hình, nên Webb cần một gương lớn hơn để hội tụ ánh sáng đó. Vậy kính viễn vọng không gian James Webb có gì nhỉ? Nó sở hữu hai điều chưa từng thấy trước đây. Đó là thứ công nghệ khó tin và các sứ mệnh khoa học khó tin. Những sứ mệnh lẫn công nghệ này đều tân tiến đến phi thường. Webb là một ví dụ điển hình về sự phục vụ của kỹ thuật dành cho khoa học. Do khả năng hội tụ ánh sáng mạnh mẽ hơn của mình mà kính viễn vọng không gian James Webb có thể chụp lại những thứ mà chúng ta chưa từng nhìn thấy nhưng luôn khao khát được thấy. Ví dụ như ngoại hành tinh và các thiên hà đầu tiên trong vũ trụ, hoặc những ngôi sao và hành tinh hình thành bên trong tinh vân, chắc chắn là sẽ có vô số những bất ngờ ở đó. Kính viễn vọng không gian James Webb còn một vài thủ thuật công nghệ bí mật, hứa hẹn sẽ mang đến những khám phá khoa học vĩ đại nhất. Webb có một coronagraph vô cùng đặc biệt. Coronagraph là công cụ giúp con người chụp được những bức ảnh đầu tiên của các ngoại hành tinh. Coronagraph sẽ chặn đứng ánh sáng chói lòa của những ngôi sao có hành tinh quay quanh mà chúng ta đã biết từ trước. Nếu không có coronagraph, ánh sáng của các ngôi sao sẽ quá rực rỡ nên chúng ta chẳng thể nhìn thấy các hành tinh vì hành tinh mờ hơn sao hàng trăm nghìn lần. Nhưng khi ánh sáng sao bị chặn, các ngoại hành tinh sẽ rõ nét hơn. Và mỗi lần hoạt động, coronagraph của JWST có thể chặn ánh sáng đến từ tối đa 100 ngôi sao. Chúng ta có thể hy vọng được nhìn thấy một cụm ngoại hành tinh. Điều này đưa tôi và bạn đến với thiết bị công nghệ cao tiếp theo mà JWST đang giấu bài. Nó là máy quang phổ không khe. Thông thường, một máy quang phổ sẽ có một khe để một tia sáng lọt vào và nhiễu xạ. Nhiễu xạ là hiện tượng ánh sáng tán xạ. Nó sẽ cho chúng ta biết quang phổ của các bước sóng thành phần của ánh sáng. Nhưng kính viễn vọng không gian James Webb nhạy đến mức một tia sáng cũng có thể làm ống kính phải xử lý quá nhiều thông tin. Vì vậy, máy quang phổ không khe đã được lắp đặt. Gương lớn sẽ thu thập ánh sáng của ngôi sao rồi gửi nó vào một sợi cáp quang. Sau đó, máy quang phổ sẽ nhận được một đốm sáng duy nhất. Tiếp theo là nhiệm vụ của lăng kính. Isaac Newton đã sử dụng một lăng kính để khám phá ra quang phổ của ánh nắng. Đó chính là dãy màu cầu vồng. Nhưng Webb sử dụng Prism. Prism được ghép từ cụm Graded Prism hay lăng kính lưới. Nghĩa là nó sở hữu những rãnh cực nhỏ để làm nhiễu xạ đốm sáng mà tấm gương lớn truyền xuống cáp quang và vào máy quang phổ. Môn khoa học nghiên cứu về cách đọc quang phổ của ánh sáng được gọi là quang phổ học. Bằng cách phân tích quang phổ của ánh sáng từ các ngoại hành tinh, JWST sẽ xác định xem có những loại khí nào trong bầu khí quyển của những thiên thể này, cũng như mật độ và cả nhiệt độ của chúng nữa. Đây quả là một bước tiến bộ đáng kinh ngạc đối với kiến thức của chúng ta. Chúng ta có thể biết được liệu một hành tinh nào đó có oxy, nitơ hoặc metan và các khí khác hay không. Đây là những chất khí sẽ cho chúng ta biết về khả năng tồn tại sự sống của hành tinh và biết đâu nó chính là một trái đất khác. Hiện tại, JWST đang đậu tại vị trí cố định của nó. Kính viễn vọng không gian Hubble quay quanh trái đất, còn kính viễn vọng không gian James Webb quay quanh mặt trời. Webb nằm trên quỹ đạo của mặt trời và tại một trong những điểm cân bằng lực hấp dẫn giữa hệ trái đất mặt trời. Để giữ nguyên vị trí, nó chỉ cần sử dụng rất ít và có khi là không hề đụng đến nhiên liệu. Và vì trái đất di chuyển trên quỹ đạo của mặt trời, nên James Webb luôn đậu tại một điểm cũng quay quanh mặt trời. Có 5 điểm cân bằng lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trời. Chúng có tên là các điểm Lagrange, được đặt theo tên của người đã khám phá ra chúng vào thế kỷ 18, Joseph Louis Lagrange. Webb đang đậu ở điểm L2, điểm thứ 2 trong số 5 điểm Lagrange. Nó cách trái đất 1,5 triệu km, xa hơn mặt trăng nhiều.
chúng ta đã làm đủ thứ chỉ để quan sát một đốm ánh sáng hồng ngoại. Nhưng trước tiên, các kỹ sư phải có được đốm sáng đó cái đã. Để có được đốm sáng hồng ngoại, 18 gương lục giác phải được mở ra tại vị trí của chúng. Nghĩa là bên trong chiếc tên lửa đã đưa Webb vào vũ trụ, tên lửa Ariane. Khi 18 cái gương đã mở, vị trí của chúng phải được điều chỉnh đến độ chính xác ở mức hiển vi để tất cả 18 gương cùng tạo ra một hình ảnh duy nhất. Một vài động cơ nhỏ xíu được gắn vào mỗi mảnh gương để phục vụ cho việc điều chỉnh này. Các động cơ đó phải được kích hoạt độc lập và chúng sẽ dần dần kéo các mảnh gương giống như tổ ong vào hàng. Đây là một phần quan trọng của sứ mệnh và cần tới vài tháng mới hoàn thành. Để căn chỉnh các gương nhằm tạo ra một đốm sáng duy nhất, kính viễn vọng không gian James Webb không được phép lắc lư mà phải duy trì trạng thái bất động tuyệt đối. Và điều này cần đến hai công nghệ tân tiến nữa: tấm chắn nắng và dàn lạnh cryo. Trong không gian, ánh nắng trực tiếp cực kỳ nóng, còn bóng râm thì lạnh cóng. Do đó, kính viễn vọng không gian James Webb đã mang theo một tấm chắn nắng công nghệ cao. Nó rất lớn với kích thước tương đương một sân tennis. Mỗi lớp của tấm chắn nắng có 5 lớp màng Kapton chỉ dày 1mm. Và những lớp này phải được triển khai từ xa một cách riêng rẽ nhờ một hệ thống gồm 8 động cơ và 139 đơn vị truyền động có đến hàng nghìn linh kiện. Mục đích của tấm chắn nắng là giữ cho JWST lạnh. Càng lạnh càng tốt. Và làm lạnh hơn nữa chính là nhiệm vụ của dàn lạnh Cryo. Nhiệt độ có thể được đo theo 3 cách khác nhau: theo độ F với nước đóng băng ở 32 độ và sôi ở 212 độ, theo độ C với nước đóng băng ở 0 độ và sôi ở 100 độ. Nhưng cả hai đơn vị đo nhiệt độ này đều không có điểm bắt đầu. Vì vậy, vào thế kỷ 19, Lord Kelvin đã mang đến thang đo nhiệt độ thứ 3, thang Kelvin, và nó bắt đầu từ độ 0 tuyệt đối, hay mức lạnh nhất có thể. Dàn lạnh cryo trên tàu sẽ mang đến mức nhiệt là 7 độ Kelvin cho JWST, 7 độ trên độ không tuyệt đối. Với nhiệt độ này, gần như là toàn bộ nhiệt tỏa ra từ các động cơ đều sẽ mất đi và kính viễn vọng có thể hội tụ ánh sáng vào một điểm mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, hay về cơ bản là không có chuyển động nào. Nhờ đó mà chất lượng của hình ảnh không bị ảnh hưởng. Cuối cùng, sau khi triển khai tất cả các tính năng công nghệ tuyệt vời này thì theo kế hoạch, chúng ta đã gần như chuẩn bị xong cho việc quan sát hình ảnh hồng ngoại từ xa bằng gương đa mảnh khổng lồ của kính viễn vọng không gian James Webb. Mới là gần như thôi, một kính thiên văn có thể thu được nhiều ánh sáng, nhưng rốt cuộc, nó phải có khả năng dò ra thứ nó đã thu được. Nếu không được tìm thấy thì ánh sáng đó vẫn chưa được quan sát đúng cách. Thiết bị cuối cùng và quan trọng nhất là máy dò hồng ngoại. Webb có 15 cái máy như vậy. Vật liệu bán dẫn được sản xuất đặc biệt cho Webb tạo ra một điện tích nhẹ mỗi khi bị một photon của ánh sáng hồng ngoại đâm vào. Máy dò hồng ngoại của Webb có thể tạo ra những hình ảnh chất lượng cao có độ phân giải lên đến 1 triệu pixel. Một số máy dò có thể cho ra hình ảnh 4 triệu pixel. Các máy này phải đủ bền bỉ để tồn tại từ 10 đến 20 năm mà không bị cong hoặc hư hỏng trong khi hoạt động tại mức nhiệt 7 độ bên trên độ không tuyệt đối. Bản thân máy dò hồng ngoại trên JWST chính là một kỳ quan kỹ thuật. Nhưng chúng sẽ chụp ảnh thứ gì? À, sứ mệnh của JWST cũng vô cùng vượt trội. 70 trong số 280 mục tiêu quan sát đầu tiên là các ngoại hành tinh. Còn trái đất nào khác ngoài kia không? Ngoại hành tinh nào có thể nuôi dưỡng sự sống? Kính viễn vọng Webb sẽ cung cấp kết quả phân tích quang phổ chi tiết về bầu khí quyển của hàng nghìn ngoại hành tinh mà chúng ta đã biết. Con người sẽ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của các ngoại hành tinh khi chúng xuất hiện thông qua ánh sáng hồng ngoại. Vũ trụ học hay khoa học nghiên cứu vũ trụ có lẽ là sứ mệnh chính của Webb. Các thiên hà lùi đi nhanh đến mức ánh sáng của chúng bị kéo dài thành hồng ngoại sẽ là mục tiêu quan sát hàng đầu. Chúng ta sẽ cần tới hàng trăm giờ đồng hồ quan sát mới thu được ánh sáng hồng ngoại mờ nhạt từ những thiên hà đầu tiên hình thành sau vụ nổ lớn. JWST sẽ cung cấp cho con người hình ảnh của vũ trụ thuở sơ khai. Các nhà thiên văn học sẽ nghiên cứu những thông tin mới liên quan đến năng lượng tối. Đây là thứ vật chất đang thúc đẩy sự mở rộng của vũ trụ. Họ cũng sẽ tìm hiểu về vai trò của các lỗ đen trong quá trình hình thành thiên hà. Sự hình thành sao trong dải ngân hà và các thiên hà gần đó cũng là một phần trong sứ mạng của James Webb. Qua việc chụp lại hàng trăm hệ mặt trời hình thành xung quanh các ngôi sao mới sinh, giới thiên văn học sẽ xác định được lịch sử phát triển chính xác của hệ mặt trời. Giờ đây, thực tế sẽ thay thế lý thuyết và kiến thức của con người về vũ trụ sẽ được mở mang. Kính viễn vọng không gian James Webb là một nỗ lực đầy táo bạo sẽ đánh dấu một kỷ nguyên trong lịch sử khoa học.